Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 210. Cả người từ trên xuống dưới chỉ còn lại 10 triệu trụ mạch, 10 triệu thì có thể làm gì? Làm thế nào? Diệp Huyên đành chịu. Hắn nhất định lấy được trụ mạch. Hơn nữa, hắn biết, ngày tháng sau này, chuyện cần dùng đến trụ mạch càng ngày càng nhiều, chỉ một chút tiền chắc chắn không giải quyết được gì. Hiện tại, thư viện vẫn chưa hoàn toàn đi vào quỹ đạo, vì vậy, tạm thời thư viện chưa thể có lợi nhuận chỉ trong thời gian ngắn, thời gian này buộc phải có hắn hỗ trợ, nếu không, thư viện phát triển sẽ bị hạn chế. Tiền. Diệp Huyên nhìn nhẫn chứa đồ trong tay, chìm vào im lặng. 200 triệu. 200 triệu trụ mạch lúc trước, chẳng bao lâu đã cạn rồi. Hơn nữa, nếu bản thân muốn bồi dưỡng cổ thần cảnh và thượng cổ thần cảnh, thì còn cần rất rất nhiều trụ mạch. Mà hiện tại, hắn muốn tu luyện thì cũng chẳng có cách nào, bởi vì với loại kiếm kỹ mà hắn tu luyện, một lần luyện cũng phải tiêu tốn rất nhiều. Không có tiền, hắn cũng phá được vũ trụ hiện hữu mà chạy ra được. Xấu hổ. Kiếm tiền. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, hắn nhất định phải ra ngoài kiếm tiền. Bán bộ luật thần đạo. Hắn cũng từng nghĩ đến, nhưng, hắn cảm thấy, nếu lấy sách mà Tần Quan tặng đem đi bán, thực sự cũng không tốt lắm. Nhưng mà, có thể đổi cách khác. Ví dụ như đi giảng dạy. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên chợt nhếch miệng. Nếu bản thân hắn đi giảng dạy, truyền bá bộ luật thần đạo, vậy thì ý nghĩa khác hoàn toàn rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đứng dậy, đang muốn rời đi thì lúc này, một học sinh đến trước mặt Diệp Huyên, khẽ thi lễ, viện trưởng, tiên cổ yêu cô nương từ tiên cổ thành đến thăm hỏi. Tiên cổ yêu. Diệp Huyên chợt ngây người, sau đó vội nói, mau mời vào. Học sinh khẽ thi lễ, đang định lui đi thì lúc này, Diệp Huyên bỗng nói, thôi không cần. Để tự ta đi. Nói xong, hắn đã biến mất tại chỗ. Trước cửa thư viện Quan Huyên. Diệp Huyên nhìn thấy tiên cổ yêu, hôm nay tiên cổ yêu mặc. Bộ váy dài trắng như tuyết, tóc đen mực, dáng người thanh cao, điềm đạm nho nhã, đôi mắt trong như nước được chút u sầu, khiến người ta bất giác cảm thấy tiếc thương. Nhìn thấy Diệp Huyên, tiên cổ yêu chợt sững người, sau đó khẽ nói, người quay về rồi. Diệp Huyên cười nói, lần tới cô đến tìm ta thì không cần thông báo, cứ đi thẳng vào thôi. Vẻ mặt tiên cổ yêu bình tĩnh, không dám. Người bây giờ đã là viện trưởng thư viện Quan Huyên rồi. Diệp Huyên khẽ cười, sao lại giận dỗi rồi? Tiên cổ yêu vô cảm nói, không có. Diệp Huyên cười nói, chứ có tức giận. Ta cũng vừa mới quay về, bây giờ thư viện có thêm rất nhiều quy tắc, vì vậy, ta cũng không biết. Nhưng ta đã nói với bọn họ rồi. Lần tới cô đến thư viện thì có thể trực tiếp đi vào tìm ta. Tiên cổ yêu nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên quan sát tiên cổ yêu, kinh ngạc, đã đạt đến động huyên rồi. Tiên cổ yêu gật đầu. Diệp Huyên giơ ngón tay cái, trời đất, lợi hại lắm. Nghe vậy, gương mặt tiên cổ yêu bỗng ửng hồng, nàng ấy giận dỗi trừng mắt nhìn Diệp Huyên, người lại bắt đầu càn rỡ rồi. Diệp Huyên cười ha ha, sau đó nói, ta muốn đi giảng đạo, người có hứng thú đi cùng ta không? Tiên cổ yêu khẽ nhíu mày, giảng đạo. Diệp Huyên gật đầu, hiện tại thư viện vừa mới bắt đầu, mọi chuyện đều khó khăn, nhất là về chuyện tiền bạc, vì thế, ta phải đi giảng đạo để kiếm tiền. Tiên cổ yêu thấp giọng nói, thiếu rất nhiều sao? Diệp Huyên gật đầu. Tiên cổ yêu đột nhiên lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho Diệp Huyên, Diệp Huyên liếc nhìn, trong nhẫn chứa đồ có 30 triệu trụ mạch. Diệp Huyên kinh ngạc, cô đây là... Tiên cổ yêu lạnh nhạt nói, ngươi cầm lấy mà dùng. Diệp Huyên vội lắc đầu, không được, ta không thể lấy trụ mạch của cô. Tiên cổ yêu lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, tại sao không thể lấy trụ mạch của ta? Diệp Huyên cười khổ, ngươi chớ có tức giận, ta không có ý gì khác, chỉ là... Tiên cổ yêu lạnh mặt nói, chỉ là cái gì, có phải chê ít không? Diệp Huyên lại cười khổ, cô cũng biết, ta không có ý này. Tiên cổ yêu cầm nhẫn chứa đồ bỏ vào trong tay Diệp Huyên, nàng ấy khẽ nói, đợi khi ngươi có tiền rồi trả lại ta cũng không muộn. Diệp Huyên thấp giọng nói, ngươi làm như vậy, cha mẹ ngươi biết không? Vẻ mặt tiên cổ yêu bình tĩnh, ta chính là tộc trưởng kế nhiệm của tiên cổ tộc, mọi thứ của tiên cổ tộc đều là của ta.
Diệp Huyên. Tiên cổ yêu nhìn Diệp Huyên, người đi giảng đạo, ta sẽ không đi. Lần sau, nếu ngươi quay lại, đến tiên cổ thành làm khách, được không? Đến tiên cổ thành làm khách. Diệp Huyên im lặng. Hắn từng nói, sẽ không đến tiên cổ thành nữa. Rõ ràng là tiên cổ yêu vẫn không bỏ qua được chuyện này. Tiên cổ yêu nhẹ giọng nói, nếu ngươi thực sự không nguyện ý thì cũng không sao, là do tiên cổ tộc chúng ta ban đầu quá đáng. Ta. Diệp Huyên khẽ cười, ngươi là ngươi, tiên cổ tộc là tiên cổ tộc. Tiên cổ yêu nhìn Diệp Huyên, nhưng ta là tộc trưởng kế nhiệm của tiên cổ tộc là của ta. Diệp Huyên khẽ cười nói, ta biết, ngươi không cần phải vướng mắc về chuyện này, ta đã không còn giận rồi. Thật đó. Tiên cổ yêu im lặng một lúc rồi nói, ngươi bảo trọng. Nói xong, nàng ấy quay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nói, trụ mạch. Tiên cổ yêu không buồn quay đầu, nếu ngươi không thích, vậy thì vứt đi. Nói xong, nàng ấy đã biến mất nơi chân trời. Diệp Huyên đứng tại chỗ nhìn nhẫn chứa đồ trong tay, lắc đầu thở dài, hình như bản thân cũng có tiềm chất ăn bám rồi. Không nghĩ nhiều thêm, Diệp Huyên quay người rời đi. Thư viện Quan Huyên có Thanh Khâu và Thư Hiền, hắn rất an tâm, mục tiêu hiện tại của hắn chính là kiếm tiền. Mà lần này, hắn quyết định đi Tiên Bảo Thành. Nơi đó mới là một sân khấu lớn. Còn truyền thừa đạo thần kia hắn để ở chỗ Thư Hiền, đợi thiên khí đến, Thư Hiền sẽ đưa truyền thừa đạo thần cho thiên khí. Trong số mấy người họ, hắn cảm thấy thiên khí khá thích hợp. Đầu óc tên này rất đơn thuần, tu luyện thì cũng rất kinh khủng. Trong tinh không, Diệp Huyên dừng bước, hắn đổi một bộ trường bào màu trắng, trên ngực trái áo trường bào, có khắc hai chữ Quan Huyên, chỗ thắt eo hắn có đeo một bút đại đạo, vẫn như cũ không có vỏ bút. Sau khi thay bộ đồ mới, Diệp Huyên lại bắt đầu chỉnh tóc tai, hắn tùy ý buông tóc ra sau vai, bất giác lại có cảm giác nho nhã, sau đó, hắn lấy ra một quyển sách cổ. Lần này ra ngoài, mang theo rất nhiều sách chú giải của Thư Hiền, đa phần liên quan đến phương diện tu luyện, cũng có một út sách cổ về văn học. Ra ngoài giảng đạo, đương nhiên phải giảng giải kỹ càng chút mới được. Mà chú giải của Thư Hiền đều vô cùng chi tiết. Sau khi chuẩn xong, Diệp Huyên đã biến mất nơi chân trời tinh không. Không lâu sau, Diệp Huyên đã đến Tiên Bảo Thành, ở trước cổng Tiên Bảo Thành, đầu những huyền thần giới kia treo ở đó như trước. Hễ là người tiến vào Tiên Bảo Thành thì sẽ nhìn thấy những đầu người này. Kinh sợ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Huyền thần giới sở hữu thượng cổ thần cảnh trong truyền thuyết, mà cũng không thể lay động được Tiên Bảo Các, vì vậy, đối với Tiên Bảo Các này, rất nhiều người lại càng thêm hiếu kỳ. Rốt cuộc Tiên Bảo Các này kinh khủng đến nhường nào? Khi Diệp Huyên đến cổng Tiên Bảo Thành, Tiêu Lan lập tức ra nghênh đón. Nhìn thấy Diệp Huyên sửa soạn, Tiêu Lan chợt sững người, sau đó kính cẩn nói, Diệp thiếu. Diệp Huyên cười nói, hội trưởng Tiêu Lan. Tiêu Lan khẽ cười, Diệp thiếu, dạo này vẫn khỏe chứ? Diệp Huyên cười nói, vẫn tốt, chỉ là hơi nghèo chút thôi. Nghe vậy, Tiêu Lan khẽ nhếch miệng, không dám tiếp lời. Diệp Huyên đột nhiên lên tiếng, hội trưởng Tiêu Lan, ta muốn giảng đạo tại Tiên Bảo Thành. Tiêu Lan khẽ nhíu mày, giảng đạo. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Hội trưởng Tiêu Lan, bây giờ ta cũng không khách sáo gì cả, chắc chắn là sẽ không có người đến nghe. Ta muốn nhờ ngươi giúp ta tuyên truyền một chút, mặt mũi Tiên Bảo các thế lực khắp chư thiên vạn giới chắc chắn đều nể, để người của bọn họ đến nghe ta giảng đạo, còn về người càng đông càng tốt. Tiêu Lan do dự chốc lát rồi nói, ta sẽ sắp xếp. Diệp Huyên cười nói, đa tạ. Tiêu Lan khẽ cười, Diệp thiếu khách sáo rồi. Nói xong, ông ta lui xuống. Diệp Huyên lại được sắp xếp ở trong phòng tôn quý nhất của Tiên Bảo Các. Trong tinh không, Diệp Huyên thấp giọng thở dài. Tiên Bảo Các thật sự kiếm được tiền thật. Chỉ mỗi Tiên Bảo Các này thôi, mỗi tháng không biết đã mang lại bao nhiêu lợi nhuận cho Tiên Bảo Các rồi. Ngoài ra, Tiên Bảo Thành này, tiền thuê thu về mỗi năm. Nghĩ đến đây. Diệp Huyên quả thực chảy cả mồ hôi. Tài sản của đại gia Tần Quan này, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trong đầu Diệp Huyên bỗng nảy lên suy nghĩ, hay là ăn cơm mềm đi. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, bản thân Diệp Huyên cũng giật mình.
Tần quan muội tử cũng chẳng phải kẻ đơn giản, bản thân sợ là cũng không nắm chắc. Không nghĩ nhiều, Diệp Huyên bắt đầu chuẩn bị bài chuẩn bị nói. Hiện tại hắn không có danh tiếng, nếu giảng đạo, chắc chắn sẽ không có bao nhiêu người, vì vậy, bài giảng đầu tiên lại càng quan trọng, vì sẽ tuyên truyền danh tiếng ra ngoài. Cho nên, hắn trực tiếp chuẩn bị bài giảng đầu tiên là bộ luật thần đạo. Một ngày sau, Tiêu Lan đến phòng Diệp Huyên, ông ta cung kính thi lễ, Diệp Thiếu, người đã đến rồi. Diệp Huyên nhìn Tiêu Lan, có bao nhiêu người? Tiêu Lan khẽ cười, khoảng chừng 100.000 người. 100.000 người. Diệp Huyên gật đầu, cũng được. Nói rồi, hắn đứng dậy, đi thôi. Chấm chấm chấm. Một nơi nào đó trong tinh không, vùng tinh không này là sân diễn võ do một mình Tiên Bảo Các tạo ra, mà hiện tại, bên trong đã được Tiên Bảo Các sắp xếp thành khu diễn thuyết. Lúc này, nơi này đã tập trung đến 100.000 người. Thế nhưng, 100.000 người này đều rất ngơ ngác. Diễn thuyết. Diệp Huyên. Đây là ai? Nếu không phải nể mặt Tiên Bảo Các thì bọn họ căn bản sẽ không đến. Lúc này, một luồng kiếm quang bỗng xuất hiện từ sâu trong tinh không, sau đó, Diệp Huyên đã xuất hiện trên đài diễn thuyết. Nhìn thấy Diệp Huyên, vẻ mặt mọi người lập tức trở nên kỳ lạ, rõ ràng là mỗi người đều kinh ngạc vì Diệp Huyên lại trẻ như vậy. Diệp Huyên khẽ cười, sau đó nói cảm tạ mọi người đến nghe ta giảng đạo, hôm nay, ta đến là để giảng giải cho mọi người về bộ luật thần đạo. Ở bên dưới, mọi người đều bình tĩnh. Lúc này, bút đại đạo bên hông Diệp Huyên khẽ run lên, sau đó, hơi thở Diệp Huyên lập tức bùng nổ, chớp mắt, hơi thở của Diệp Huyên lập tức cổ thần cảnh trực tiếp đạt đến thượng cổ thần cảnh. Khoảnh khắc này, 100.000 người bên dưới lập tức ngây ra như phỗng. Thượng cổ thần cảnh. Có người kinh ngạc nói, chết tiệt, ngầu vậy sao? Diệp Huyên bỗng cười nói, ta xin tự giới thiệu trước, tại hạ Diệp Huyên, là viện trưởng thư viện Quan Huyên. Mọi người đừng nhìn thấy ta là thượng cổ thần cảnh, thật ra, đây không là gì cả, thân phận thật sự của ta, là người thừa kế thế hệ thứ hai, hôm nay ta muốn giảng đạo là làm thế nào để ra vẻ, à không phải, là làm thế nào để học tập. Mọi người, Diệp Huyên cũng xấu hổ. Mẹ nó, vậy mà nói sai mất rồi. Ở bên dưới, mọi người đều nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt có chút kỳ quái. Diệp Huyên bình tĩnh lại. Sau đó lấy ra bộ luật thần đạo của Tần Quan, hắn mở ra, sau đó nói, hôm nay, ta sẽ giảng giải cho mọi người về cuốn sách do ta biên soạn. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Tiêu Lan ở bên cạnh, hắn chần chừ chốc lát sau đó đổi lời, giảng giải cho mọi người về bộ luật thần đạo do Tần Quan cô nương biên soạn. Tiêu Lan cũng có chút xấu hổ. Diệp Thiếu này suýt nữa đã nói bộ luật thần đạo là do bản thân hắn biên soạn rồi. Người khác có lẽ không biết. Nhưng ông ta thì biết bộ luật thần đạo này là do Tần Quan viết. Diệp Huyên nói tiếp, bộ luật thần đạo, cuốn sách này bao gồm thần thuật, đạo thuật, pháp thuật, nói đơn giản thì chính là các loại thần thông chi thuật. Ngoài ra, sách này đối cũng giải thích về phương diện cảnh giới. Tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu nói từ pháp thuật. Mới đầu, mọi người đều không quá quan tâm. Nhưng sau khi Diệp Huyên nói, sắc mặt mọi người trong sân đều thay đổi. Pháp thuật. Diệp Huyên giới thiệu gần 9 loại pháp thuật đỉnh cao, mỗi một loại đều vô cùng hiếm thấy, hơn nữa, uy lực cũng cực lớn. Nhưng, Diệp Huyên lại không nói về cách tu luyện những pháp thuật này. Mọi người lại càng mong đợi. Nếu như có thể tu luyện, thì thực lực bản thân sẽ tăng lên rất rất nhiều. Ngay lúc này, mọi người trong sân bỗng nhiên phấn khích hơn. Bởi vì hắn đã bắt đầu giảng đến tu luyện thế nào rồi. Giảng một hồi, đến lúc mấu chốt, Diệp Huyên bỗng nhiên dừng lại. Ở bên dưới, mọi người đều ngây người. Trong đó, có người không nhịn được lên tiếng, Diệp công tử, tiếp tục đi. Diệp Huyên khẽ cười, hôm nay dừng đến đây, chuyện sau đó ngày sau sẽ nói. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong sân, mọi người đều sững sờ, sau đó, tất cả mọi người không đồng ý. Một thanh niên trong đó đột nhiên đứng ra trước mặt Diệp Huyên, hắn ta nhìn Diệp Huyên, tức giận nói, giảng tiếp. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một thanh phi kiếm bay ra, trực tiếp nhắm vào giữa trán thanh niên kia, ngươi nói gì? Vẻ mặt thanh niên kia chớp mắt đã trở nên trắng nhợt,
Hắn ta do dự rồi run giọng nói, ta, không nói gì cả. Diệp Huyên gật đầu, quay người rời đi. Mọi người. Sau khi Diệp Huyên rời đi, trong sân lập tức trở nên náo nhiệt. Đúng vào lúc then chốt mà. Diệp Huyên lại dừng ngay lúc quan trọng nhất, đúng là tức chết mất. Rất nhiều người trực tiếp tìm đến Tiêu Lan, đối với chuyện này, Tiêu Lan cũng bất đắc dĩ, ông ta cũng không làm gì được Diệp Huyên. Trong sân, mọi người vẫn chưa rời đi, vẫn còn đang ồn ào. Mà Diệp Huyên thì đã quay về phòng mình. Lúc này, Tiêu Lan đã đến phòng của Diệp Huyên, Tiêu Lan khẽ cười, Diệp Thiếu, ngươi, vẫn giảng đạo chứ? Diệp Huyên gật đầu. Tiêu Lan hỏi, ngày mai. Diệp Huyên gật đầu. Tiêu Lan khẽ cười, được. Nói rồi, ông ta đang định lui xuống, thì Diệp Huyên bỗng lên tiếng, ngày mai không phải giảng miễn phí nữa. Muốn nghe giảng, mỗi người bắt buộc phải giao 1.000 trụ mạch. 1.000 trụ mạch. Tiêu Lan ngây người. 1.000 trụ mạch. Nhiều sao? Thực ra là không nhiều, nhưng đó là với tùy người. Với tiên bảo các mà nói, số đó chắc chắn không nhiều, nhưng đối với một vài tán tu, đấy lại là một con số không tưởng. Dù sao cũng không phải ai cũng có tiền như vậy. Đương nhiên, giá trị cuốn sách Bộ Luật Thần Đạo của Diệp Huyên chắc chắn cũng vượt xa giá này. Đừng nói là 1.000 trụ mạch, dù 100 triệu trụ mạch cũng đáng. Đối với một vài người tu luyện mà nói, đây thật sự là một cuốn sách có thể thay đổi vận mệnh. Tiêu Lan khẽ thi lễ, sau đó lui xuống. Tiêu Lan đến chỗ sân giảng đạo kia, lúc này, mọi người trong sân vẫn đang đứng đợi. Vẻ mặt Tiêu Lan bình tĩnh, Diệp công tử đã nói rồi. Ngày mai tiếp tục giảng giải, nhưng, ngày mai bắt đầu thu phú, một bài giảng, mỗi người là 1.000 trụ mạch. 1.000 trụ mạch. Lời này vừa thốt ra, trong sân lập tức ồ lên, rất nhanh sau đó, có người lập tức bắt đầu la mắng. Một bài giảng 1.000 trụ mạch, ăn phân cho rồi. Đúng vậy, sao hắn không đi cướp luôn đi? Đúng là xấu hổ, lại còn đi thu phí. Ta nghe hắn giảng giải là đã nể mặt mũi hắn rồi, hắn lại còn muốn thu phí, có ý gì vậy chứ? Hắn nghĩ hắn là ai? Giảng đạo lại còn muốn thu phí, ta khinh. Giảng đạo mà lại còn thu phí. Đúng là lạ đời, không đạo đức, thứ gì vậy chứ? Ông đây muốn hưởng lợi không đấy? Tiêu tiền, ta khinh, cứ để hắn mơ đi. Trong sân, một vài người vừa mắng vừa rời đi. Hơn nữa, người mắng lại càng lúc càng nhiều, người đi cũng càng lúc càng đông, không lâu sau, trong sân chỉ còn lại chưa đến 20.000 người. Tiêu Lan nhìn mấy người rời đi, chỉ im lặng. Ông ta phát hiện một chuyện rất đáng sợ. Người đi, đa phần đều là tán tu. Mà các đệ tử thế gia kia, lại không một ai rời đi, rõ ràng. Những đệ tử thế gia này đã phát hiện ra giá trị Bộ Luật Thần Đạo của Diệp Huyên, đương nhiên, còn có một nguyên nhân, chính là 1.000 trụ mạch đối với họ mà nói, cũng chẳng đáng gì. Tiêu Lan thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Hôm sau, Diệp Huyên lại đến diễn võ trường, mà lúc này, người trong diễn võ trường so với hôm qua đã ít đi rất nhiều, bây giờ chỉ còn chưa đến 20.000 người. Đã đi mất hơn 80.000 người rồi. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, hắn cũng không nói gì, lấy ra sách Bộ Luật Thần Đạo tiếp tục giảng đạo. Lần này, hắn trực tiếp nói ra cách tu luyện 9 loại pháp thuật. Mà khi Diệp Huyên bắt đầu nói về các cách tu luyện kia, mấy người bên dưới lập tức phấn khích không thôi. Lời to rồi. Lúc này, đây đều là suy nghĩ của mọi người trong sân. 9 loại pháp thuật đều là do đích thân Tần Quan tạo ra. Uy lực của nó, đồng nghĩa vô địch tuyệt đối. Cùng một cảnh giới, có nhiều lúc so nhau là ở thần thông và vật ngoài thân của mỗi người. Thời gian trôi qua từng chút một, đến tối, Diệp Huyên đóng sách Bộ Luật Thần Đạo lại, hắn nhìn mọi người bên dưới, khẽ cười, có đáng không? Trong sân, mọi người đồng thanh nói, đáng. Diệp Huyên cười nói, ngày mai ta vẫn dạy một bài nữa, giảng về đạo thuật, nhưng đạo thuật này khá ít, chỉ có 3 loại, hơn nữa. Tu luyện cực kỳ khó, một bài giảng, vẫn là 1.000 trụ mạch, các ngươi có đến không? Lúc này, một thanh niên đột nhiên đứng dậy nhìn Diệp Huyên khẽ thi lễ, viện trưởng Diệp Đại Nghĩa. Đại Nghĩa? Không thể không nói, Diệp Huyên quả thực là Đại Nghĩa, bởi vì bọn họ biết, Bộ Luật Thần Đạo mà Diệp Huyên giảng giải này đáng giá đến thế nào.
1.000 trụ mạch. Quả thực chỉ như bắp cải thôi. Diệp Huyên khẽ cười, ta giảng bài, không vì kiếm tiền, mà chỉ vì muốn tạo phúc cho những người tu luyện khắp thiên hạ, sở dĩ thu chút tiền mang tính biểu trưng là vì muốn để mọi người hiểu một đạo lý, chính là, chuyện gì cũng không thể không công mà có được, không thể cứ nghiễm nhiên coi chuyện cho không là lẽ thường, chúng ta nên tôn trọng những kiến thức và thành quả của người khác. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Sau lưng, những người kia để lộ vẻ mặt kính phục. Viện trưởng Diệp Đức cao vọng trọng. Ở phía xa, Tiêu Lan đi đến bên cạnh Diệp Huyên, ông ta lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho Diệp Huyên, trong nhẫn, có 20 triệu trụ mạch. 20 triệu. Diệp Huyên bình tĩnh cất đi, sau đó nói, nghiệp quật nhé. Nói xong, hắn đi về phía xa. Tiêu Lan. Trong sân, mọi người đều phấn khích không thôi, quả thực là kiếm hời, khiến bọn họ thật sự vui mừng. Như nghĩ đến gì đó, bọn họ bắt đầu gọi người, gọi bạn bè của mình, gọi người trong tộc mình. Rất nhanh chóng, càng lúc càng nhiều người đến Tiên Bảo Các. Sau khi Diệp Huyên quay về phòng mình, hắn nhìn nhẫn chứa đồ trước mặt mình, trong nhẫn, có chừng 30 triệu trụ mạch, 20 triệu là vừa mới kiếm được. Không thể không nói, tiền kiếm được bằng cách này cũng rất khác. Rất có cảm giác thành tựu. Dựa vào tri thức để kiếm tiền. Tuy sách không phải do bản thân hắn viết, nhưng, kiến thức là do bản thân truyền bá, nghiêm túc mà nói, công lao của bản thân và Tần Quan thì cũng như nhau. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên khẽ cười, hắn vỗ nhẹ mặt mình, da mặt mình hình như hơi dày thật. Không nghĩ thêm, Diệp Huyên bắt đầu tự mình tu luyện. Sát na vô địch. Hắn không nhảy ra khỏi vũ trụ hiện hữu, bởi vì như vậy thực sự tiêu tốn quá nhiều tiền. Hắn không nỡ bỏ ra như vậy. Mà hắn nghiên cứu chi tiết về sát na vô địch kia. Ngoài ra, mỗi ngày cứ có thời gian thì hắn sẽ củng cố cảnh giới bản thân, bởi vì tình hình trước mắt mà nói, cổ thần cảnh này của hắn, cấp độ rất rất lớn. Cứ từ từ. Diệp Huyên dù sao cũng chẳng vội. Bây giờ thứ hắn có chính là thời gian. Ngày hôm sau, Diệp Huyên chỉnh trang bản thân xong, đến diễn võ trường. Hôm nay đến nghe giảng có chừng hơn 30.000 người. So với hôm qua thì nhiều hơn khoảng 10.000. Tiêu Lan đi đến bên cạnh Diệp Huyên, khẽ cười, bọn họ đều là người mới đến, bọn họ cũng muốn nghe Diệp thiếu giảng đạo. Diệp Huyên nhìn mọi người, sau đó cười nói, cảm tạ mọi người đã đến nghe ta giảng. Nói xong hắn ngồi xuống, đang định giảng đạo thì lúc này, một thiếu nữ bỗng đứng dậy, nàng ta cầm một cuốn sách cổ trong tay, mắt nhìn Diệp Huyên. Diệp công tử, ta là Hạ Hòa, học sinh của Thư viện Hoa Hạ, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo Diệp công tử. Thư viện Hoa Hạ. Diệp Huyên khẽ cười, ngươi cứ nói. Hạ Hòa nhìn thẳng Diệp Huyên, Diệp công tử, theo tư biết, bộ luật thần đạo này là thuộc về viện trưởng thư viện ta Tần Quan, đúng chứ? Diệp Huyên gật đầu. Hạ Hòa khẽ gật đầu, nếu đã như vậy, Diệp công tử dùng sách này để mưu lợi cho bản thân, có phải không nên không? Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Lan ở bên cạnh lập tức thay đổi, ông ta biết quan hệ Diệp Huyên và Tần Quan, quan hệ giữa Diệp thiếu người ta và các chủ tốt giống như kiểu kia vậy, lập tức muốn ngăn cản, nhưng lại bị Diệp Huyên ngăn cản. Diệp Huyên nhìn Hạ Hòa, cười nói, ngươi cảm thấy không nên. Hạ Hòa gật đầu, viện trưởng Diệp, ta cảm thấy làm thế rất không nên, ngươi làm như vậy là không tôn trọng viện trưởng ta, không tôn trọng thư viện Hoa Hạ ta. Diệp Huyên bỗng nói, ngươi có biết làm sao ta có được sách này không? Hạ Hòa nhìn thẳng Diệp Huyên, không biết. Diệp Huyên nhếch miệng cười, không biết mà ngươi còn nói sằng nói bậy ở đây. Còn nữa, ngươi nói ta không tôn trọng Tần Quan, không tôn trọng Thư viện Hoa Hạ. Nói rồi, hắn khẽ cười, ngươi có biết, sách này là do Tần Quan tặng cho ta không? Hạ Hòa nhíu mày, ngươi có chứng cứ chứng minh không? Nếu không có chứng minh là do viện trưởng tặng, vậy ngươi chính là kẻ cướp, là thổ phỉ. Bù. Một thanh kiếm xuyên qua giữa trán Hạ Hòa. Thoáng chốc, thân thể Hạ Hòa run rẩy không thôi, lập tức bị đóng chặt tại chỗ. Mọi người đều kinh sợ. Chứng cứ. Diệp Huyên đứng dậy, hắn nhìn Hạ Hòa, ngươi thì là thá gì? Mọi người ở hiện trường đều hoảng sợ. Họ không ngờ Diệp Huyên sẽ bỗng dưng ra tay.
Cô gái nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên hỏi, sao, đường đường là một viện trưởng lại chỉ biết dùng sức mạnh để làm người khác phục tùng. Diệp Huyên lắc đầu cười, ta không có muốn ngươi phục tùng, chỉ là cảm thấy ngươi dựa vào cái gì mà nghi ngờ ta. Vả lại, ngươi còn cảm thấy mình đại biểu Tần Quan. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng mình có thể đại biểu Tần Quan? Tuy đầu cắm một thanh kiếm, nhưng cô gái vẫn chẳng hề sợ hãi, ta là người của Thư viện Hoa Hạ. Diệp Huyên hơi khó hiểu, rồi sao? Cô gái nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên nói, bộ luật thần đạo của ngươi là do Tần viện trưởng viết, đáng lẽ nó phải là của Thư viện Hoa Hạ ta? Bên kia, Tiêu Lan bỗng cả giận nói, không biết xấu hổ, sách kia là các chủ tự mình tặng cho Diệp Thiếu. Cô gái đột nhiên căm tức nhìn Tiêu Lan, tên bợ đỡ nhà ông đừng có nói chuyện với ta. Vậy mà ông còn là một vị hội trưởng, không ngờ lại chẳng có chút khí phách nào, hở tí là Diệp Thiếu này, Diệp Thiếu nọ, khí thế và tôn nghiêm của ông đâu. Ông nịnh bợ hắn thì hắn có thể cho ông chỗ tốt gì hả? Làm người có thể có chút khí phách không vậy? Tiêu Lan cũng không có tức giận, mặt mày bình tĩnh nhìn cô gái. Ông ta coi như đã phát hiện. Cô gái này là mụ điên mà. Đọc sách ngu người rồi. Tiêu Lan thầm thở dài, Diệp Thiếu cũng đọc sách nhưng cách làm người của hắn quả thật hơn người phụ nữ kia rất nhiều. Diệp Huyên cười nói, sách này quả thật là Tần Quan tặng cho ta. Cô gái liếc Diệp Huyên, dù là viện trưởng tặng cho ngươi, nhưng ngươi có tư cách gì lấy nó để đi giảng giải kiếm thiền? Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi? Diệp Huyên bỗng tát một cái. Cơ thể cô gái lập tức vỡ nát. Mọi người. Diệp Huyên nhìn cô gái chỉ còn lại linh hồn kia, cười hỏi, ta đi giảng bài thì liên quan quái gì đến ngươi? Cô gái tức tối chừng Diệp Huyên, thứ vô liêm sỉ, không biết xấu hổ. Diệp Huyên lắc đầu, thế giới rộng lớn, đúng là loại người nào cũng có. Hắn nói xong định ra tay. Xong lúc này, chân trời đằng xa bỗng vang lên một giọng nói, Diệp viện trưởng, xin hãy nương tay. Vừa dứt lời. Một ông lão đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên cách đó không xa. Người đến chính là Triệu Nhược, một trong những phó viện trưởng của Thư viện Hoa Hạ. Ngoài viện trưởng là Tần Quan ra thì Thư viện Hoa Hạ còn có 3 vị phó viện trưởng. Sau khi hạ xuống, Triệu Nhược lập tức khom lưng vái chào, Diệp công tử, lời nói của đệ tử ta có xúc phạm ngươi, ta xin thay mặt nàng xin lỗi ngươi. Diệp Huyên cười hỏi, đệ tử của ông, thân truyền. Triệu Nhược vội gậy đầu, đúng vậy. Diệp Huyên lắc đầu cười, sao ông lại nhận một kẻ ngu ngục như vậy làm đệ tử vậy? Hắn vừa nói xong, sắc mặt Triệu Nhược lập tức trở nên khó coi. Đây là không định nể mặt ông ta. Đằng xa, nàng kia bỗng mở miệng mỉa mai, người nghĩ rằng ta sợ chết chắc. Ta chết rồi thì vẫn còn hàng ngàn vạn người như ta. Á đù! Tiêu Lan bên cạnh trợn mắt há hốc mồm nhìn cô gái, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Kia là một mụ đàn bà cực phẩm gì vậy? Giờ phút này, mọi người đang nghe giảng bài ở hiện trường cũng sửng sốt. Đây là mụ điên nào thế? Diệp Huyên hơi khó tin nhìn cô gái hỏi, rốt cuộc thì ngươi đọc sách kiểu gì thế? Triệu Nhược đứng cạnh vội vàng nói, Diệp công tử, nàng lớn lên trong thư viện, rất ít ra ngoài rèn luyện nên. Diệp Huyên bỗng ngắt lời Triệu Nhược, thế nên đọc ngu người luôn rồi đúng không? Sắc mặt Triệu Nhược có chút khó coi, Diệp công tử, mong người nói chuyện văn minh, ta và ngươi đều là người đọc sách. Diệp Huyên lắc đầu. Đằng xa, nàng kia còn định nói gì đó thì Diệp Huyên bỗng vung tay lên. Linh hồn cô gái lập tức bị xóa sổ. Bị giết. Triệu Nhược ngây người, sau đó cả giận nói, Diệp công tử, chuyện này ngươi làm thế cũng hơi quá đáng rồi đó, ngươi. Diệp Huyên bỗng xoay người chém xuống một kiếm. Cơ thể Triệu Nhược lập tức biến mất chỉ còn lại linh hồn, cùng lúc đó, một thanh kiếm cũng chỉ thẳng vào giữa trán ông ta. Triệu Nhược sửng sốt. Diệp Huyên cười hỏi, Triệu Nhược phó viện trưởng, ông có biết ban nãy đệ tử của mình đã nói gì không? Triệu Nhược nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên nói, Diệp công tử, dù nàng có nói gì nhưng ngôn luận là tự do mà, chẳng phải sao? Diệp Huyên cau mày, tự do ngôn luận là có thể ác ý nói xấu người khác sao? Triệu Nhược nhìn thẳng vào Diệp Huyên nói, nàng có sai, nhưng không đáng chết. Diệp Huyên cười, dựa vào cái gì không đáng chết? Nàng ta nhằm vào ta
ta cảm thấy nàng ta đáng chết nên nàng ta phải chết. Nàng ta cũng không phải người phụ nữ của ta, tại sao ta đây phải nhường nhịn nàng ta? Triệu Nhược còn định nói gì đó, Diệp Huyên đã lật tay một cái. Ầm. Thanh kiếm ngay chắn Triệu Nhược lập tức đâm thẳng vào linh hồn ông ta. Ngay khi Triệu Nhược sắp bị giết chết thì một tiếng quát đầy tức giận truyền đến từ chân trời đằng xa, dừng tay. Vừa dứt lời thì một ông lão bỗng xuất hiện ở chân trời đằng xa, ngay sau đó, ông ta đã hiện ra trước mặt Diệp Huyên. Tiêu Lan đứng cạnh Diệp Huyên bỗng nói, người bảo vệ thư viện Hoa Hạ, thượng cổ thần cảnh. Thượng cổ thần cảnh. Diệp Huyên cười, không nói gì. Lúc này, ông lão khẽ khom lưng chào Diệp Huyên, Diệp Thiếu. Diệp Huyên cười hỏi, ông biết ta? Ông lão gật đầu, Diệp Thiếu là bạn của các chủ. Diệp Huyên gật đầu, nếu vậy, ông cũng biết cuốn bộ luật thần đạo kia là do Tần Quan tặng cho ta, đúng không? Ông lão khẽ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên nhìn thẳng vào ông ta hỏi, nếu Tần Quan tặng cho ta nó chính là của ta. Nếu đã là của ta thì ta mang đi giảng bài hình như cũng đâu liên quan gì đến thư viện các ông. Ông lão chần chờ một lát rồi nói, Diệp công tử, ta đến đây thật sự không phải là vì trách ngươi, mà là muốn ngươi nương tay. Ông ta nói xong ngừng một chút mới nói tiếp, coi như là nể mặt các chủ. Diệp Huyên lắc đầu, lần này, ta không muốn nể mặt. Ông lão sửng sốt. Diệp Huyên chỉ Triệu Nhược đằng xa, giờ, ta muốn giết ông ta. Nếu ông dám ra tay thì ngay cả ông ta cũng giết. Hắn nói xong, mở tay ra, kiếm quang bỗng phóng đi, mục tiêu chính là Triệu Nhược. Ông lão thấy cảnh đó lập tức biến sắc. Không chút do dự chặn trước mặt Triệu Nhược rồi đấm ra một quyền. Đùng. Kiếm quang nát. Diệp Huyên nhìn ông lão, ông ta vội nói, Diệp. Diệp Huyên bỗng mở tay ra, bút đại đạo xuất hiện trong tay, sau đó vung lên. Vèo. Một nét bút vạch ra. Giờ hắn đã khác trước, nay Diệp Huyên sử dụng nó thì sức mạnh phải mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Dù sao. Giờ hắn cũng đã là cổ thần cảnh. Thấy nét bút rất bổ tới, ông lão lập tức thay đổi sắc mặt, giơ hai chặn ngang trước mặt. Vèo. Dưới ánh mắt của mọi người, nét bút ấy trực tiếp xuyên qua cơ thể ông lão. Ầm. Cơ thể vỡ nát, linh hồn nhanh chóng trôi đi. Tất cả mọi người ngơ ngác. Một vị thượng cổ thần cảnh cứ thế đi đời nhà ma. Bên kia, Triệu Nhược bỗng mở tay ra, kế tiếp. Một cái lệnh bài chợt phóng lên cao. Quỳnh. Sâu trong tinh không, một chùm sáng chợt xuất hiện. Ngay sau đó, trong chùm sáng ấy bèn hiện lên một bóng người. Gọi người. Triệu Nhược nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên quát, để ta xem ngươi ăn nói thế nào với viện trưởng. Diệp Huyên nhún vai, hôm nay Tần Quan cũng không bảo vệ được ông. Đúng lúc này, Tần Quan chợt xuất hiện trong chùm sáng ấy. Giờ đây. Tần Quan đang đứng ở dưới một chân núi. Nàng ta vẫn để tóc ngắn, mặc chiếc váy ngắn tay có chút khác biệt với thế giới này và cái túi tiền trên eo vẫn vô cùng bắt mắt. Triệu Nhược và ông lão sắp biến mất nhìn thấy Tần Quan thì vội vàng kính cẩn cúi chào. Tiêu Lan bên cạnh cũng khom mình cúi chào. Tần Quan cười hỏi, sao thế? Triệu Nhược vội vàng bắt đầu kể lể hết ra những hành động sai trái của Diệp Huyên. Tần Quan dần dần cau mày. Sau khi Triệu Nhược nói xong, Tần Quan bỗng hỏi, ông thêm mắm thêm muối vào, đúng không? Sắc mặt Triệu Nhược lập tức cứng đờ. Tần Quan lắc đầu, tuy bình thường Diệp công tử có hơi khoác lác, nhưng hắn không phải người thích giết người vô tội. Hơn nữa, trong lời nói của ông đều đang trách Diệp công tử, song lại không nói đến vấn đề của mình. Tại sao đệ tử ông nhận lại chọc giận Diệp công tử, ông chưa nói, mâu thuẫn giữa ông và Diệp công tử cũng chẳng thấy nhắc đến. Hay là ông cảm thấy ta rất ngu, rất dễ lừa à? Triệu Nhược nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch, ông ta trực tiếp quỳ xuống, run rẩy nói, viện trưởng, ta cũng không có ý đó. Tiêu Lan bên cạnh bỗng mở miệng. Ông ta ngoan ngoãn kể lại hết mọi chuyện một lượt. Tần Quan nghe xong tức thì lắc đầu, cuốn bộ luật thần đạo kia là ta tặng cho Diệp công tử, nếu ta cho hắn thì đó là của hắn. Hắn muốn dùng thế nào đương nhiên cũng là chuyện của hắn. Lẽ nào còn cần phải được các ngươi đồng ý?
Nàng ta nói xong lại nhìn về phía ông lão có linh hồn sắp biến mất nói, trong chuyện này, ông trái lại vô tội, không nên chết. Tần quan nói xong mở tay ra, một luồng sáng màu đen bỗng xuyên thủng tinh hà bắn tới trước mặt ông lão. Sau đó, nó trực tiếp chui vào trong linh hồn ông ta. Sau khi ánh sáng đen đó chui vào thì linh hồn ông lão lập tức trở nên bình tĩnh lại. Tần quan quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên cười hỏi, tức giận rồi à? Diệp Huyên gật đầu, chỉ là cảm thấy chuyện giữa ta và cô thì sao họ phải xen vào? Họ cho rằng mình là ai? Tần quan khẽ gật đầu rồi liếc Triệu Nhược, hắn nói rất đúng, chuyện giữa ta và hắn thì sao các ngươi phải xen vào? Lẽ nào các ngươi không biết ta và Diệp công tử là bạn ư? Triệu Nhược run rẩy đáp, biết, biết. Tần quan nhíu mày, biết thì tại sao còn đến gây chuyện với hắn? Ban đầu, tên đệ tử kia của ông đã sai, nhưng sau khi ông đến thì sao không chân thành xin lỗi? Hơn nữa, đệ tử ông phạm lỗi, sao ông không xử phạt? Nàng ta nói đến đây thì híp mắt lại, không đúng, ông không có ngu như vậy, ông đang cố tình chọc giận Diệp công tử muốn hắn giết đệ tử của Tiên Bảo Các. Sau đó, lại khiến hắn trở mặt với ta và Tiên Bảo Các. Diệp Huyên nghe vậy cũng cau mày. Tần quan bỗng cả giận nói, can đảm đấy, ông. Bấy giờ, cơ thể Triệu Nhược chợt bùng cháy, sau đó hóa thành cát bụi. Giết người diệt khẩu, lát sược. Tần quan đột nhiên giận dữ, dám tính kế lên đầu ta, mụ nội nó chứ. Nàng ta nói đến đây bỗng im lặng rồi chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thục nữ. Ta phải làm người con gái thủy mị nết na không thể văng tục mọi người. Thục nữ. Hiện trường, vẻ mặt mọi người đều hết sức kỳ lạ. Diệp Huyên bên cạnh vẫn cau mày. Hắn cũng thấy chuyện này có hơi lạ, theo lý thì người tần quan tuyển chọn sẽ không ngu ngục như vậy. Thế nhưng, Triệu Nhược lại rất lạ. Có vấn đề. Lúc này, tần quan bỗng mở miệng, người đâu? Nàng ta vừa nói xong đã có một ông lão áo đen xuất hiện cạnh Diệp Huyên cách đó không xa. Thượng cổ thần cảnh. Tần quan đang định nói chuyện thì bấy giờ ngọn núi sau lưng bỗng rung lên. Tần quan lập tức quay đầu lại, một lát sau, trong mắt chợt lóe lên vẻ phấn khích, định chạy lên. Song lúc này, nàng ta như nhớ ra gì đó hợi khựng lại rồi xoay người nhìn ông lão áo đen kia dặn, kể từ lúc này, mọi người đông xưởng phải nghe theo lệnh của Diệp công tử, điều tra rõ chuyện này. Ông lão áo đen khom lưng đáp, vâng. Tần quan ngó Diệp Huyên nói, có người dám tính kế ta và ngươi thì lai lịch cũng không nhỏ, ngươi phải cẩn thận đó. Diệp Huyên vội hỏi, còn cô? Tần quan chớp mắt nói, ta bận chút chuyện, chờ ta làm xong sẽ đi tìm ngươi. Ngươi cẩn thận đó. Nàng ta nói xong dứt khoát xoay người biến mất ở đằng xa. Diệp Huyên hoàn toàn cạn lời. Không lẽ nàng ta lại đi đào mộ? Đương nhiên, giờ hắn có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết. Ai đang gài mình và tần quan? Ngay cả tần quan cũng dám nhằm vào. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát vẫn không nghĩ ra ai. Bấy giờ, ông lão áo đen kia bỗng mở miệng Diệp công tử. Ta sẽ đi điều tra thử xem, có tin tức gì sẽ đến báo lại cho ngươi sau. Diệp Huyên nhìn về phía ông ta hỏi, tiền bối gọi là gì? Ông lão áo đen vội nói, không dám nhận hai chữ tiền bối, Diệp công tử cứ gọi ta là Phu Ách là được. Diệp Huyên gật đầu, Phu Ách, ông là người của Đông Xưởng. Ông lão áo đen khẽ gật đầu đáp, đúng vậy. Diệp Huyên hơi tò mò hỏi, Đông Xưởng là? Phu Ách đáp. Là một tổ chức bí mật do các chủ thành lập, có khoảng 36 thành viên đều ở chư thiên vạn giới. Nhiệm vụ của chúng ta chính là thường xuyên kiểm tra tất cả các hội trưởng của Tiên Bảo Các, xem họ có ăn hối lộ hay không. Diệp Huyên nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Tần quan kia cũng ghê gớm thật. Song như thế cũng bình thường, dù sao tần quan cũng không có ba đầu sáu tay, không thể nào quản lý hết tất cả các chi nhánh được. Không có ai quản lý trong thời gian dài thì e rằng sẽ có một số người lộng hành, có người giám sát cũng tốt. Diệp Huyên như nghĩ tới gì đó hỏi tiếp, 36 người đó đều có cảnh giới gì? Phu Ách đáp, thượng cổ thần cảnh. 36 vị thượng cổ thần cảnh. Diệp Huyên giơ ngón cái lên khen, lợi hại. Phải nói là Diệp Huyên vẫn khá kinh ngạc trước con số đó, nữ đại gia kia còn có bao nhiêu bí mật không muốn người biết nữa đây. Phu Ách lại nói, công tử,
đối phương dám nhằm vào các chủ và ngươi thì chắc chắn địa vị cũng không nhỏ. Ta đã liên lạc với hai vị thần vệ đông xưởng, nửa ngày sau họ sẽ chạy đến đây nên mong công tử hãy cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi. Phu Ách hơi khom lưng rồi im lặng rời đi. Diệp Huyên cau mày. Rốt cuộc là ai? Lẽ nào là Tần tộc và Chu tộc trước đó? Đối phương có thực lực khủng bố như vậy ư? Diệp Huyên chìm trong suy nghĩ của bản thân. Một lát sau, Diệp Huyên mới hoàn hồn, nhìn mọi người phía dưới mỉm cười nói, giảng bài tiếp thôi. Hắn nói xong bèn ngồi xuống, mà những người có mặt trong sân cũng ngồi xuống. Diệp Huyên tiếp tục giảng bài. Lần này, hắn nói về đạo thuật. Khi Diệp Huyên bắt đầu giảng bài, mọi người có mặt ở đây lại phấn khích lên. 1000 trụ mạch. Quả thật là hết sức đáng giá. Mà Tiêu Lan bên kia lại im lặng rời khỏi, sau đó bắt đầu tập hợp hết tất cả các cao thủ đang ở bên ngoài của Tiên Bảo Các. Ông ta biết, có lẽ sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Chấm chấm chấm. Ở một nơi nào đó trong tinh không, một thanh niên đeo mặt nạ đang lẳng lặng đứng đó, đằng sau hắn ta chính là Tần cổ tộc trưởng Tần tộc và Chu ngạn tộc trưởng Chu tộc. Thanh niên cười khẽ nói, thất bại. Hắn ta nói xong khẽ nhếch mép nói, phải công nhận rằng các chủ tần quan kia đúng là một người thần kỳ. Đằng sau, Chu ngạn trầm giọng nói, so với cửu thiếu gia thì nàng ta chẳng đáng là gì. Thanh niên lại lắc đầu, chưa chắc, nếu xét về cá nhân, ta hoàn toàn không bì kịp nàng ta. Còn cả Tiên Bảo Các trải rộng khắp chư thiên vạn giới do nàng ta lập nên nữa. Của cải ấy, trong vũ trụ hiện nay thì không có bất cứ thế lực nào có thể sánh bằng. Chu ngạn liếc cửu thiếu gia không nói gì. Cửu thiếu gia bỗng cười nói, còn Diệp Huyên kia nữa, tên đó thế mà lại có được bút đại đạo. Tuy chỉ là một cái bản sao, nhưng phải công nhận rằng nó cũng khiến tộc ta kinh ngạc. Tộc ta, Chu ngạn và Tần cổ nghe thấy hai chữ đó thì biến sắc, sống lưng không kiềm được lại khom sâu hơn một chút. Cửu thiếu gia lại nói, tạm thời hai người các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, đợi lệnh của ta đi. Hắn ta nói xong định rời đi. Nhưng đúng lúc này, một ông lão áo đen bỗng xuất hiện cách đó không xa. Người đến chính là Phu Ách. Cửu thiếu gia nhìn thấy Phu Ách thì hơi giật mình, sau đó cười to, hay cho một cái Tiên Bảo Các, hệ thống tình báo của các ngươi đúng là đáng sợ thật đó. Không ngờ lại tra ra nơi này nhanh như vậy, bổn thiếu gia phục. Phu Ách nhìn cửu thiếu gia, không hề nói nhảm, đang định ra tay thì cửu thiếu gia bỗng vung tay lên. Phu Ách híp mắt lại rồi đấm ra một quyền. Đùng. Thoáng chốc, một sức mạnh khủng bố bỗng quét ngang hiện trường. Ngay sau đó, Phu Ách trực tiếp lùi lại mấy nghìn trượng. Lúc này, cơ thể Phu Ách đã hoàn toàn mờ đi. Trước khi rời đi, cửu thiếu gia mỉm cười nói, Tiên Bảo Các và bút đại đạo trên người Diệp Huyên kia, ta nhìn chúng rồi. Phu Ách lắc đầu, nực cười. Cửu thiếu gia cười ha ha, người đời sợ Tiên Bảo Các ông nhưng ta lại khác. Chúng ta cứ chờ coi. Hắn ta nói xong bèn trực tiếp biến mất. Hiện trường, Phu Ách im lặng một lát mới xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Trong một mảnh tinh không. Sau khi cửu thiếu gia dẫn theo Tần cổ và Chu ngạn dừng lại bèn liếc hai người nói, tạm thời thì hai người đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn ta nói xong bèn xoay người biến mất ở đằng xa. Hiện trường, Chu ngạn trầm giọng nói, mục tiêu của chúng ta chính là Diệp Huyên, còn của cửu thiếu gia lại là Tiên Bảo Các. Nhưng Tiên Bảo Các, ông ta nói đến đây thì trong mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ. Tần cổ lắc đầu thở dài, ta biết, Tiên Bảo Các này cực kỳ khổng lồ, chúng ta không thể chọc đến. Nhưng Diệp Huyên kia chính là khách quý của Tiên Bảo Các, trên cả quãng đường này. Hắn kiêu ngạo như vậy ông có biết là vì sao không? Còn chẳng phải là vì đằng sau có cái Tiên Bảo Các. Có nó chống lưng nên hai tộc chúng ta hoàn toàn không thể làm gì được hắn. Chu ngạn im lặng. Trước đó, họ không ra tay là vì phát hiện Diệp Huyên kia thế mà lại là một đám với Tiên Bảo Các. Có Tiên Bảo Các chống lưng thì đương nhiên họ không dám ra tay rồi. Nhưng cũng may, cửu thiếu gia bỗng dưng xuất hiện kia lại cho họ hy vọng. Bọn họ không biết gia tộc của cửu thiếu gia kia khủng bố đến mức nào, chỉ biết hắn ta thậm chí có đến 9 tên cao thủ thượng cổ thần cảnh bảo vệ. Cao thủ thượng cổ thần cảnh làm bảo vệ. Có thể thấy được gia tộc đằng sau của cửu thiếu gia kia khủng bố đến mức nào.
Thế nên, họ quyết định đánh cược một phen. Nếu thắng thì chẳng những trả được thì còn có thể ôm đùi, quả thật là kiếm bộn. Lúc này, Tần Cổ lại bỗng nói, chúng ta có thể mượn sức thêm một vài cao thủ nữa. Chu Ngạn nhìn Tần Cổ hỏi, ai? Khóe miệng Tần Cổ khẽ cong nói, Huyền Thiên của Huyền Thần Giới, chẳng phải tên này có thù oán với Diệp Huyên và Tiên Bảo Các sao? Chúng ta đến mượn sức ông ta thì ông ta chắc chắn sẽ bằng lòng chống lại Tiên Bảo Các và Diệp Huyên với mình. Chu Ngạn gật đầu, cũng đúng. Đi thôi. Hai người nói xong bèn rời đi. Chấm chấm chấm. Tại giảng đường của Tiên Bảo Các. Giờ phút này, bài giảng đã kết thúc và Diệp Huyên thu hoạch được khoảng 30 triệu trụ mạch. Cộng thêm 30 triệu trụ mạch trước đó thì giờ hắn đã có 60 triệu trụ mạch. 60 triệu. Phải công nhận rằng là đã kiếm được bộn. Nhưng vừa nhớ đến thư viện Quan Huyên, kiếm kỹ và sự tu luyện của mình, hắn lại có chút đau đầu. Vẫn là quá ít. Hắn cần rất nhiều tiền. Diệp Huyên chợt thở dài, trước đó hẳn là nên tìm Tần Quan mượn ít tiền. Thực ra, trước đó hắn cũng có nghĩ mở miệng, nhưng lại cảm thấy hơi không hay. Không thể cái gì cũng làm phiền Tần Quan người ta. Người ta tặng cho mình bộ luật thần đạo là đã có tình có nghĩa lắm rồi. Còn đi tìm người ta nữa thì, nàng ta cũng không phải vợ mình, suy cho cùng vẫn là có chút không hay. Nhưng đúng lúc này, Phù Ách bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn Phù Ách hỏi, điều tra được rồi. Phù Ách nặng nề nói, chỉ tra được Tần tộc và Chu tộc, nhưng đằng sau họ còn có người, là một thanh niên đeo mặt nạ. Thân phận của người này thì đến giờ vẫn chưa tra ra được. Tần tộc và Chu tộc. Diệp Huyên im lặng một lát rồi hỏi, thực lực của thanh niên đeo mặt nạ kia thế nào? Phù Ách nghiêm túc nói, rất mạnh, ta hẳn là không đánh lại đối phương. Diệp Huyên khẽ thở dài. Hắn biết ngay mà, mình chẳng làm màu được 3 ngày đâu. Đó, giờ cao thủ trên thượng cổ thần cảnh lại xuất hiện rồi. Có hơi đau chứng nha. Bấy giờ, Phù Ách lại nói, Diệp công tử, chúng ta đang dốc hết sức điều tra. Trong lúc này, ngươi cần phải cẩn thận vì ta sợ đối phương sẽ ra tay với ngươi. Diệp Huyên gật đầu, cảm ơn. Phù Ách nói, công tử khách sáo rồi. Lần này, lai lịch của đối phương chắc là không nhỏ. Ta đã gọi các huynh đệ thần vệ tới rồi, giờ chúng ta vô cùng bị động, nếu không tra được thân phận đối phương thì e rằng chỉ có thể chờ các chủ đến. Diệp Huyên cười, mấy ông cũng phải cẩn thận nhé, cố gắng đừng ra ngoài Tiên Bảo Các. Phù Ách hơi khom lưng đáp, vâng. Diệp Huyên cất nhẫn chứa đồ đi bảo, ta về tu luyện đây, các ông bận đi. Hắn nói xong bèn xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Huyền Thần Giới. Trong đại điện, Huyền Thiên đang ngồi trên ghế, cả người giống như mất hồn. Mấy ngày nay, ông ta chẳng thể sống yên ổn. Đầu tiên là bị người đàn ông áo xanh dọa, sau lại bị Tiên Bảo Các lừa. Trong khoảng thời gian này, ông ta như sắp phát điên đến nơi rồi. Đặc biệt là người đàn ông áo xanh, quả thật là bóng ma không thể xóa nhà trong lòng ông ta. Đúng lúc này, một ông lão xuất hiện ở trong điện hơi khom lưng nói, giới chủ, tộc trưởng Tần tộc và Chu tộc xin gặp. Huyền Thiên cau mày, họ đến làm gì? Ông lão trầm giọng nói. Họ nói là có chuyện quan trọng. Huyền Thiên im lặng một lát rồi bảo, để họ vào đi. Ông lão khom lưng rồi rời đi, một lát sau, Chu Ngạn và Tần Cổ đã bước vào trong điện. Chu Ngạn chắp tay nói, Huyền Thiên giới chủ, lần này đến là muốn mời ông hợp tác với chúng ta làm một vố lớn. Huyền Thiên hơi tò mò hỏi, vố lớn gì? Chu Ngạn nhìn thẳng vào Huyền Thiên đáp, giết Diệp Huyên. Huyền Thiên nghe vậy. Hai chân mềm nhũn suýt nữa quỳ xuống. Giết Diệp Huyên. Huyền Thiên tưởng mình nghe nhầm, lập tức hỏi, giết Diệp Huyên. Chu Ngạn gật đầu, đúng vậy. Không chỉ mỗi giết Diệp Huyên, mà nhiên thể tiêu diệt luôn Tiên Bảo Các. Huyền Thiên trầm mặc. Chu Ngạn còn muốn nói gì đó thì Huyền Thiên đã đột ngột nói trước, để ta nghĩ thêm đã. Chu Ngạn thoáng ngẩn ra, sau đó nói, nghĩ thêm. Huyền Thiên gật đầu, sau đó quay lưng rời đi. Trong điện, Chu Ngạn và Tần Cổ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt có phần hoang mang. Sau khi rời khỏi đại điện, Huyền Thiên liền đi thẳng đến Tiên Bảo Các. Ở cửa Tiên Bảo Các,
Huyền Thiên ôm quyền chào Tiêu Lan, Tiêu hội trưởng, mong ông hãy nói với Diệp thiếu gia rằng ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, chuyện vô cùng quan trọng. Tiêu Lan nhìn Huyền Thiên, sau đó quay lưng rời đi. Một lát sau, Tiêu Lan đi tới trước mặt Huyền Thiên, vào đi. Huyền Thiên vội vàng nói, đa tạ. Dứt lời, ông ta nhoáng cái biến mất. Giữa tinh không, Huyền Thiên đi tới trước mặt Diệp Huyên, cúi người hành lễ với hắn, Diệp thiếu gia, ta muốn báo cáo. Diệp Huyên nhìn về phía Huyền Thiên, có phần kinh ngạc, báo cáo. Huyền Thiên gật đầu, lập tức báo cáo về cuộc nói chuyện giữa ông ta và Tần tộc, Chu tộc. Nói rồi, Huyền Thiên thận trọng nhìn Diệp Huyên, trong lòng cũng đang rất thấp thỏm. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nhìn Huyền Thiên, vì sao ngươi không đồng ý với bọn họ? Huyền Thiên lập tức biến sắc, vội vàng cung kính hành lễ, không dám. Không dám ạ. Diệp Huyên cười nói, ngươi không cần căng thẳng vậy đâu. Thật ra ngươi có thể đồng ý với bọn họ. Huyền Thiên sững người, do dự một lát mới hỏi, ý của Diệp thiếu gia là bảo ta làm nội ứng. Diệp Huyên gật đầu. Huyền Thiên nói ngay, rõ rồi ạ. Sau đó ông ta lặng yên lui xuống. Diệp Huyên khẽ nói, Tần tộc, Cổ tộc. Lúc này, hai ông lão im lặng xuất hiện, họ hơi cúi người hành lễ với Diệp Huyên, sau đó im lặng biến mất. Đông Xưởng thần vệ. Hai người họ luôn ẩn núp trong bóng tối để bảo vệ an toàn cho hắn. Mà giờ phút này, Tiên Bảo Thành đã nâng cao phòng ngự, các cường giả của Tiên Bảo Các đều đã gấp gáp quay về. Tiêu Lan và Phu Ách vẫn rất lo lắng, đối phương đã dám nhắm vào Diệp Huyên và Tiên Bảo Các, vậy thì chắc chắn bọn chúng phải chuẩn bị sẵn. Bởi thế, họ không thể không thận trọng. Giữa tinh không, Diệp Huyên đột nhiên đứng dậy, sau đó đi ra ngoài. Ở bên ngoài vẫn luôn do Tiêu Lan và Phu Ách bảo vệ. Diệp Huyên liếc nhìn hai người họ, sau đó cười nói, chuẩn bị chút đi, chúng ta tới Tần tộc. Cả hai người Phu Ách sững sờ. Diệp Huyên liền đi về phía xa. Phu Ách thoáng do dự giây lát rồi nói, Diệp công tử, có lẽ chúng ta nên chờ ở đây. Đợi các chủ tới. Ông ta cho rằng với tình hình hiện giờ thì nên đợi Tần quan tới rồi xử lý, bởi vì ông ta cũng không biết rốt cuộc thế lực như thế nào lại nhằm vào Tiên Bảo Các và Diệp Huyên. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Phu Ách, cười nói, ta không thích bị động mà thích chủ động. Phu Ách muốn nói lại thôi. Diệp Huyên cười nói, sao ta lại cảm thấy dường như các ông cũng không nghe lời Tần quan lắm thì phải. Hay là do Tần quan nhân từ quá? Nghe vậy, Phu Ách lập tức biến sắc, ông ta vội vàng cung kính hành lễ, Diệp công tử đừng tức giận, thuộc hạ biết sai rồi. Tất nhiên ông ta hiểu ý của Diệp Huyên, trước khi Tần quan đi cũng đã nói mọi việc phải nghe Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, đừng căng thẳng, ta chỉ nói vậy thôi. Bây giờ hãy dẫn theo tất cả thượng cổ thần cảnh đi theo ta. Dứt lời, hắn nhoáng cái biến mất ở chân trời. Phu Ách không do dự thêm nữa. Lập tức dẫn theo tất cả cường giả thượng cổ thần cảnh núp trong bóng tối đi theo. Tần tộc. Tần tộc tự mình khai mở một thế giới, lấy tên là Tần giới, ở trong vũ trụ này cũng được coi như một đại tộc, bởi vì bọn họ có cường giả thượng cổ thần cảnh. Diệp Huyên và Phu Ách vừa tới Tần tộc thì mấy chục luồng khí tức cường đại đồng loạt ập tới. Cổ thần cảnh. Diệp Huyên nhẹ nhàng vung tay phải lên, kiếm quang bay vụt ra. Nhanh chóng cuồn cuộn khắp chân trời, giờ phút này, cả chân trời đều bị chiêu kiếm này quét sạch. Xoẹt. Mấy chục luồng khí tức nhanh chóng bị chôn vùi, cùng lúc đó, ở chân trời phía xa, mấy chục tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang vọng, tiếp đó mấy chục cái đầu đầm đìa máu chậm rãi rơi xuống, máu tươi ngập trời. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phu Ách nhìn chằm chằm về phía Diệp Huyên, trong lòng không khỏi khiếp sợ, bởi vì thực lực của Diệp Huyên có vẻ còn vượt ngoài dự đoán của ông ta. Lúc này, tộc trưởng Tần Cổ của Tần tộc đột nhiên xuất hiện trước mặt nhóm Diệp Huyên. Tần Cổ nhìn Diệp Huyên, đang định nói gì đó thì một thanh kiếm đã đột nhiên xuất hiện trước mặt lão ta. Đồng tử của Tần Cổ bỗng nhiên co rụt, lão ta gầm lên giận dữ, hai tay ngăn cản trước người. Ầm. Tần Cổ lập tức bị chém lui, mà lúc này, lại có thêm một kiếm nữa đánh tới. Tần Cổ hoảng hốt, lão ta đột nhiên nắm chặt tay phải. Sau đó bỗng nhiên đánh về phía trước. Ầm ầm. Một luồng sức mạnh khủng khiếp hệt như núi lửa tích lũy cả vạn năm đột nhiên tuôn trào, giờ phút này,
không gian xung quanh bắt đầu trở nên vặn vẹo. Ầm, kiếm quang vỡ, Tần Cổ tiếp tục lùi nhanh lại, nhưng lại có thêm một kiếm nữa chém tới. Hết kiếm này tới kiếm khác nối nhau đến. Thấy vậy, đồng tử của Tần Cổ lại càng co nhỏ hơn trước. Ầm. Sau khi kiếm quang bộc phát, Tần Cổ lập tức lùi lại hơn vạn trượng. Lúc lão ta vừa dừng lại được thì thân thể lập tức nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Vậy mà lúc này lại có thêm một kiếm nữa chém tới. Tần Cổ đột nhiên tức giận gầm lên, mở lòng bàn tay ra, một chiếc khiên lớn màu vàng chắn ngay trước mặt lão ta. Ầm ầm. Cả Tần Cổ lẫn chiếc khiên của lão ta đều bị đánh bay hơn vạn trượng. Vừa dừng lại được thì Tần Cổ đã lập tức nói ngay, ta có lời muốn nói, ta. Vụt. Một tia kiếm quang đột nhiên đâm thủng không gian trước mặt, chém thẳng về phía mặt lão ta. Đồng tử của Tần Cổ lại co nhỏ hơn, lão ta tiếp tục giơ khiên chắn trước người. Ầm. Chiếc khiên vỡ nát, Tần Cổ lại một lần nữa bị đánh bay. Lần này, trong lúc lão ta bị đánh bay thì thân thể đã vỡ nát. Mà vào thời khắc thân thể lão ta vỡ nát, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng chán gã, cố định lão ta tại chỗ. Không gian lập tức yên tĩnh lại. Phu Ách ở một bên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong lòng chấn động không thôi, thực lực của Diệp công tử này quá quá đáng sợ. Ở nơi xa, Tần Cổ run giọng cất tiếng, ngươi. Còn chưa nói hết câu thì một thanh kiếm đã đâm thẳng vào họng, khiến lão ta lập tức ngừng lời. Diệp Huyên nhìn Tần Cổ, lắc đầu, ta không thích nghe ông lắm lời. Vừa dứt lời, hắn liền mở lòng bàn tay, táng kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, sau đó táng kiếm rung mạnh, huyết quang xuất hiện, trong chốc lát, lệ khí và sát khí ngập trời lập tức tuôn trào. Những người có mặt đều biến sắc. Tần Cổ nhìn Diệp Huyên, trong mắt tràn đầy kinh hãi, lão ta đang muốn nói chuyện nhưng lại chẳng thốt nên lời. Diệp Huyên bỗng nhiên vung tay áo. Táng kiếm mang theo huyết quang cuồn cuộn bao phủ ập xuống, sau đó đâm thẳng vào Tần tộc. Ầm ầm. Một biến máu đột nhiên bộc phát tuôn trào từ Tần tộc bên dưới, trong thoáng chốc, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Chứng kiến cảnh ấy, đám người Phu Ách lập tức biến sắc, không ngờ Diệp thiếu gia lại muốn diệt tộc người ta. Tần Cổ ở một bên mở trừng mắt, thân thể run rẩy kịch liệt. Chỉ lát sau, cả Tần giới đã bắt đầu vụn vỡ. Không chỉ diệt tộc mà còn muốn hủy giới. Ở bên dưới, táng kiếm điên cuồng hấp thu hết số huyết khí kia. Một lát sau, Diệp Huyên nhìn về phía Tần Cổ, sau đó mở lòng bàn tay ra, táng kiếm liền xuất hiện bên trên. Giờ phút này, táng kiếm đỏ đến mức đáng sợ, hệt như vừa được tưới toàn máu tươi. Diệp Huyên đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói rồi, hắn quay lưng rời đi. Phu Ách đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, không giết Tần Cổ kia sao? Diệp Huyên dừng bước, quay người nhìn về phía Tần Cổ, cười nói, có biết vì sao ta không giết ông không? Tần Cổ nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt căm hờn, nhưng trong lòng lại thả lòng, chỉ cần không chết thì lão ta vẫn còn cơ hội. Diệp Huyên cười nói, ta đùa ông đấy. Hắn vừa dứt lời, một thanh kiếm lập tức xuyên thẳng giữa trán Tần Cổ. Diệp Huyên quay lưng đi thẳng. Sau lưng Diệp Huyên, linh hồn của Tần Cổ dần dần tan biến. Diệp Huyên không giết chết lão ta ngay lập tức mà để lão ta chết dần chết mòn. Để lão ta trải nghiệm cảm giác cái chết cận kề. Tần Cổ ở phía sau điên cuồng thét gào. Đúng lúc này, một luồng sáng trắng đột nhiên bao phủ xung quanh Tần Cổ, sau đó, linh hồn vốn dĩ sắp sửa biến mất của Tần Cổ liền được luồng sáng trắng kia bảo vệ. Nhóm người Diệp Huyên bỗng dừng bước. Diệp Huyên quay người, đứng trước mặt hắn không xa là một người đàn ông đeo mặt nạ. Cửu thiếu gia. Sau lưng cửu thiếu gia kia có 12 cường giả thượng cổ thần cảnh. Thấy vậy, sắc mặt Phu Ách lập tức biến đổi. Cửu thiếu gia nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử động một tí là lại diệt toàn tộc người ta. Đây không phải chuyện gì tốt, người nên biết rằng, tạo quá nhiều sát nghiệt thì sẽ bị phản phệ đấy. Diệp Huyên cười nói, ngươi chính là người đứng sau bọn họ. Cửu thiếu gia gật đầu, đúng. Diệp Huyên liếc mắt đánh giá cửu thiếu gia, sau đó lắc đầu, xấu thật đấy. Mọi người. Tần Cổ ở một bên đột nhiên gầm thét, Diệp Huyên. Ngươi diệt cả Tần tộc ta, ngươi. Cửu thiếu gia đột nhiên cất tiếng cười, nói, Tần Cổ tộc trưởng, đừng tức giận.
hắn diệt Tần tộc của ông, vậy ông cứ diệt trừ cửu tộc của hắn thôi. Diệp Huyên lại liếc cửu thiếu gia một lượt, cười bảo, diệt cửu tộc của ta. Cửu thiếu gia khẽ cười, sao? Khó lắm à? Diệp Huyên ngẫm nghĩ giây lát, sau đó nói, nếu người muốn giết ta, ta cảm thấy vẫn có cơ hội, nhưng nếu người muốn giết cửu tộc của ta, chỉ e sẽ có phần khó khăn đấy. Cửu thiếu gia mỉm cười, khó khăn. Ha ha, Diệp công tử, ta rất có trách nhiệm nói cho người biết, chẳng có gì khó khăn hết. Diệp Huyên bỗng giơ ngón cái lên, nghiêm túc nói, ta coi trọng ngươi, đáng mặt đàn ông. Cửu thiếu gia khẽ bật cười, sau đó mở quạt giấy phe phẩy, sao? Ngươi cảm thấy ta không có năng lực đó ư? Diệp Huyên gật đầu. Cửu thiếu gia cười ha hả, Diệp công tử, ta đã dám nhắm vào Tiên Bảo Các, vậy tức là ta không hề sợ Tiên Bảo Các. Đến cả Tiên Bảo Các mà ta còn chẳng sợ, lẽ nào lại sợ ngươi sao? Nói rồi, gã khẽ lắc đầu, phật cười, Diệp công tử, người đã từng nghe câu chuyện ếch ngồi đáy giếng chưa? Diệp Huyên liếc cửu thiếu gia, im lặng không đáp. Cửu thiếu gia tiếp tục nói, một con ếch xanh ngồi dưới đáy giếng tưởng rằng bầu trời chỉ to bằng miệng giếng, người có cảm thấy nực cười lắm không? Tất nhiên rồi, vì nó đang ở đáy giếng mà. Nói rồi, khóe miệng gã khẽ cong lên, Diệp công tử, người cảm thấy người có giống con ếch kia không hả? Diệp Huyên im lặng liếc nhìn hai chiếc nhẫn không gian trên tay cửu thiếu gia, không biết đang tính toán điều gì. Gần đây hắn có chút nghèo. Cửu thiếu gia còn muốn nói gì đó, nhưng Diệp Huyên lại bỗng nhiên xuất chiêu. Kiếm đến. Một chiêu kiếm vô cùng nhanh. Mà lúc Diệp Huyên xuất thủ, cửu thiếu gia hơi nheo mắt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh thong dong, dường như đã dự đoán được chuyện này từ trước, gã đột nhiên lấy ra một chiếc quạt xếp. Nhẹ nhàng cản kiếm, trên quạt giấy bỗng tuôn ra một ánh sáng trắng. Ầm. Kiếm quang vỡ nát, cửu thiếu gia lùi lại nửa bước. Thấy vậy, trong mắt Diệp Huyên lóe lên một chút kinh ngạc, hắn liếc quạt giấy trong tay cửu thiếu gia một cái, im lặng không nói. Cửu thiếu gia liếc nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, cười khẽ kiếm tu. Diệp Huyên mỉm cười, đúng vậy. Nói rồi, hắn đột nhiên vung bút. Một nét bút sắc bén bắn thẳng ra. Ở nơi xa, cửu thiếu gia khẽ nheo mắt, gã đột nhiên phẩy mở quạt giấy, tiếp đó, ánh sáng trắng ảo ảo tuôn ra từ bên trong chiếc quạt. Ầm ầm. Trong tầm mắt của đám người, cửu thiếu gia lập tức bị chấn động đẩy lùi ra mấy vạn trượng, lúc gã dừng lại, tinh vực mấy trăm vạn dặm sau lưng đã bị phá hủy. Nhưng gã lại không hề hấn gì. Quạt giấy trong tay cửu thiếu gia bị rách nhưng người gã lại chẳng sao hết. Thấy vậy, lông mày Diệp Huyên khẽ nhíu, hắn nhìn bút đại đạo. Bút đại đạo vội nói, không liên quan tới ta, Diệp thiếu gia, do cậu không phát huy được toàn bộ uy lực của ta, ta không gánh lỗi đâu nhé. Diệp Huyên, bút đại đạo, nơi xa, trong mắt cửu thiếu gia lóe lên vẻ hưng phấn, không hổ là bút đại đạo, chỉ là một cái bút lông mà mạnh tới mức đó. Đáng tiếc cảnh giới của ngươi quá thấp, thần hồn yếu ớt, không thể phát huy được uy lực thực sự của nó. Nếu nói ở trong tay ta. Nói tới đây, trong mắt gã lóe lên ánh nhìn tham lam. Diệp Huyên lại đột nhiên vung bút lần nữa. Tiếp tục là một nét bút bay vụt ra. Cửu thiếu gia ở đằng xa khẽ đẩy quạt về phía trước. Ầm ầm. Cây quạt của cửu thiếu gia vừa mới chạm vào nét bút kia thì đã bị đánh bay đến tận mấy vạn trượng. Mà lúc gã vừa đứng vững được thì lại có một nhát kiếm chém tới. Cửu thiếu gia khẽ híp mắt, đột nhiên phẩy mở cây quạt trong tay, một ánh sáng trắng bay vụt ra ngoài. Quỳnh! Cửu thiếu gia lùi nhanh lại một lần nữa. Đến lúc Diệp Huyên muốn xuất chiêu thêm thì cửu thiếu gia ở đằng xa bỗng nhiên mở lòng bàn tay, tiếp đó, một cái túi bay vụt tới chân trời, sau đó hướng miệng túi về phía Diệp Huyên. Ầm! Cơn gió mạnh khủng khiếp đột nhiên cuồn cuộn, tuôn ào ào về phía Diệp Huyên. Những nơi gió lướt qua, không gian cứ thế bị xóa bỏ, nhìn vô cùng khủng khiếp. Ở nơi xa, Diệp Huyên nhíu mày, khẽ mở lòng bàn tay ra, táng kiếm đột nhiên chém ra, kiếm quang màu đỏ như máu bay đi vùn vụt. Kiếm quang lướt qua đâu thì tất thảy mọi thứ ở đó đều bị quét sạch. Đùng! Táng kiếm mang theo huyết quang cứ thế chặn lại được trận gió cuồn cuộn đáng sợ kia. Mà lúc này, cửu thiếu gia ở đằng xa đột nhiên mở lòng bàn tay.
bên trên tay gã liền xuất hiện một mâm tròn cực lớn màu sắc rực rỡ, viền xung quanh nó sắc bén hệt như lưỡi dao. Vào lúc Cửu thiếu gia điều khiển mâm tròn, nó đột nhiên rung lên bần bật, sau đó biến thành một luồng sáng trắng lao đi vun vút. Zttt. Âm thanh xé rách bén nhọn đột nhiên vang vọng khắp mấy chục vũ trụ tinh vực, khiến vô số người cảm thấy khiếp sợ. Ở nơi xa, Diệp Huyên nhìn mâm tròn lao vun vút về phía mình, hàng lông mày khẽ nhíu, hắn liền nhìn về phía Táng Kiếm. Lúc này Táng Kiếm đã bị trận gió kia cuốn lấy, mà hắn lại đã thi triển bút đại đạo hai lần rồi, nếu còn tiếp tục sử dụng thì sẽ hao tổn rất nhiều sức lực. Không đắn đo quá nhiều, Diệp Huyên đột nhiên bước lên một bước, tiếp đó, hơn nghìn mũi kiếm được ngưng tụ từ kiếm ý liền tuôn trào ra từ trong cơ thể hắn, nhưng chỉ lát sau, cả nghìn thanh kiếm kia liền hợp lại thành một thanh duy nhất. Diệp Huyên giơ tay nắm chặt lấy thanh kiếm đó, đâm thẳng về phía trước. Ầm. Kiếm của Diệp Huyên đâm thẳng vào mâm tròn kia, cả hai đồng thời rung mạnh, tiếp sau đó, mâm tròn bắt đầu vỡ ra từng chút, mà kiếm của Diệp Huyên chẳng những không hề bị sứt mẻ mà lại càng lúc càng mạnh hơn. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên dồn sức vào tay phải, một luồng sức mạnh khủng khiếp ào ra từ trong đó. Âm huynh. Mâm tròn lập tức vỡ tung, sau đó biến mất. Diệp Huyên thoáng sững sờ, hắn liếc nhìn thanh kiếm mình đang cầm, trong lòng có hơi kinh ngạc, hắn chợt nhận ra, dường như lực lượng nhân gian và kiếm ý nhân gian của hắn mạnh lên rất nhiều. Chuyện gì vậy? Lúc này, Cửu thiếu gia ở đằng xa đột nhiên trầm giọng nói, đây là thứ kiếm ý gì? Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa mà nhìn về phía Cửu thiếu gia, cười đáp, kiếm ý nhân gian, ta tự sáng tạo. Cửu thiếu gia cười khẽ, ngươi tưởng ta tin chắc. Diệp Huyên ngây ra. Cửu thiếu gia nhìn Diệp Huyên, kiếm ý có sức mạnh tín ngưỡng lớn mạnh như vậy, hơn nữa còn chứa đựng đại đạo thế tục hồng trần, một người trẻ tuổi như ngươi làm sao có thể sáng tạo ra được chứ? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, nhờ cha ta nên ta mới lĩnh ngộ ra đó. Cửu thiếu gia khẽ cười, thế thì đúng rồi, dựa vào người nhà thì cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Diệp Huyên. Lúc này, Cửu thiếu gia đột nhiên xòe lòng bàn tay, trong tay gã lập tức xuất hiện một cái hồ lô màu xanh lam. Gã lẩm nhẩm chú ngữ, chỉ lát sau, hồ lô chậm rãi bay lên, thế rồi một dòng lũ lớn đột nhiên tuôn trào ra từ bên trong hồ lô hệt như nước tràn lúc bờ đê vỡ. Đây không phải dòng lũ đơn giản mà chính là dòng lũ của thời gian tuế nguyệt, hơn nữa còn không phải thứ thuộc thời đại này mà đến từ thời đại thượng cổ xa xưa. Vào khoảnh khắc dòng lũ thời gian tuế nguyệt xuất hiện, đám cường giả thượng cổ thần cảnh có mặt ở đây đều biến sắc, lũ lượt lùi thật nhanh lại, cố gắng cách Diệp Huyên và Cửu thiếu gia càng xa càng tốt. Hiện trường, từng luồng khí tức cổ xưa hệt như thủy triều tràn lan khắp bốn phía. Ở nơi xa, nhìn thấy dòng lũ ập tới, Diệp Huyên chỉ khẽ khép hờ hai mắt, sau đó bỗng nhiên mở bừng mắt, ngay lập tức trong mắt hắn ngập tràn một màu đỏ như máu. Cùng lúc đó, Táng Kiếm ở đằng xa đột nhiên bộc phát ra một luồng sức mạnh khủng khiếp. Ầm. Gió cuồn cuộn lập tức bị hủy diệt. Diệp Huyên mở tay ra, Táng Kiếm liền xuất hiện trong tay hắn, sau đó, hắn cầm kiếm lao nhanh về phía trước, chém xuống một nhát. Xoẹt. Dòng lũ thời gian tuế nguyệt lâu đời lập tức bị một nhát kiếm của Diệp Huyên chém vỡ, cùng lúc đó, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện phía trên đỉnh đầu Cửu thiếu gia, chém thẳng xuống một nhát. Ở bên dưới, Cửu thiếu gia khẽ nheo mắt, sau đó gã phẩy mở chiếc quạt trong tay, hất nó lên. Ầm. Ánh sáng trắng từ quạt của gã phóng lên tận trời. Trong chớp mắt, cả hai đồng thời lùi nhanh lại, trong quá trình ấy, từng nhát kiếm chém về phía Cửu thiếu gia ở phía xa. Vẻ mặt Cửu thiếu gia vẫn bình tĩnh, gã cầm quạt liên tục quét ngang, tuy vẫn đang lùi lại nhưng không ngờ gã lại đỡ được tất cả chiêu kiếm của Diệp Huyên. Ở nơi xa, Diệp Huyên liếc nhìn chiếc quạt trong tay Cửu thiếu gia, thoáng tỏ ra kinh ngạc. Chiếc quạt đó có vẻ khá thú vị. Cửu thiếu gia bỗng nhiên nói, có vẻ ta đánh giá ngươi hơi thấp rồi nhỉ. Diệp Huyên nhìn Cửu thiếu gia, Cửu thiếu gia đang định nói gì đó thì Diệp Huyên đã đột nhiên biến mất khỏi vị trí vừa đứng. Xoẹt. Kiếm quang đỏ như máu chém thẳng đến trước mặt Cửu thiếu gia. Cửu thiếu gia hơi híp mắt. Tay phải cầm quạt của gã bỗng hất nhẹ về phía trước một chút, chiếc quạt rung lên, một luồng sức mạnh đáng sợ đột nhiên tuôn trào từ bên trong, chỉ chớp nhoáng đã trực tiếp chôn vùi tinh vực khắp mấy trăm vạn trượng xung quanh. Bùm! Cửu thiếu gia lùi lại chừng vạn trượng,
đến lúc gã dừng lại được thì thân thể lập tức vỡ ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy vậy, những cường giả thượng cổ thần cảnh mà Cửu thiếu gia dẫn tới vốn đang đứng một bên lập tức biến sắc, bọn họ đang muốn xuất thủ thì đám phu ách cũng tiến lên ngăn cản bọn họ. Cửu thiếu gia liếc nhìn thân thể của mình, sau đó hướng ánh mắt về Diệp Huyên ở đằng xa, giận quá hóa cười, được, được lắm. Ngươi chọc giận ta rồi đấy. Nói rồi, gã đột nhiên chắp hai tay trước ngực. Ầm. Trong chớp mắt, sau lưng Cửu thiếu gia đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, tiếp đó, một ảo ảnh khổng lồ cao đến gần trăm vạn trượng im lặng ngưng hiện. Lúc ảo ảnh kia xuất hiện, khí thế ngập trời đột ngột phủ xuống dưới. Giờ phút này, sắc mặt của những cường giả thượng cổ thần cảnh ở đằng xa còn biến đổi kịch liệt hơn, bọn họ tiếp tục lùi lại thật nhanh, rời xa mảnh tinh vực này. Luồng uy áp kia đủ để nghiền nát bọn họ. Mấy người phu ách cũng kinh hãi nhìn về Cửu thiếu gia ở phía xa. Cửu thiếu gia cũng là thượng cổ thần cảnh, nhưng thực lực mà gã thể hiện ra ngoài lúc nì đã vượt xa thượng cổ thần cảnh lâu rồi. Đám người phu ách lo lắng nhìn về phía Diệp Huyên. Giờ phút này, bọn họ không có cách nào can thiệp cuộc chiến. Giữa tinh không, Cửu thiếu gia nhìn xuống Diệp Huyên, ánh mắt hờ hững hệt như đang nhìn một con sâu bọ. Ở bên dưới, Diệp Huyên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, hắn khẽ mở tay ra, táng kiếm nhẹ nhàng trôi nổi bên trên. Cửu thiếu gia nhìn Diệp Huyên, một quyền giết chết ngươi. Vừa dứt lời, gã lập tức đánh ra một quyền xuống dưới. Sau lưng hắn, ảo ảnh to lớn cũng đột nhiên đánh xuống một quyền, trong thoáng chốc, cả tần giới và những vũ trụ xung quanh bắt đầu sụp đổ từng chút một. Sức mạnh quá khủng bố. Mấy vũ trụ xung quanh căn bản không thể chống đỡ được trước sức mạnh của quyền này. Ở nơi xa, sắc mặt của đám người phu ách lại một lần nữa biến đổi, cả nhóm nhao nhao lùi nhanh lại, hoàn toàn lùi ra khỏi địa phận của tần giới. Giờ phút này, trong lòng bọn họ chấn động không thôi. Tuy bọn họ cũng là thượng cổ thần cảnh nhưng ở trước mặt quyền hư tượng kia, bọn họ quả thật chỉ như loài sâu bọ, đúng là quá đáng sợ luôn rồi. Đám người nhao nhao lùi lại. Không một ai dám bén mảng tới gần mảnh tinh vực kia. Mấy người phu ách cũng vô cùng lo lắng, đối mặt với một quyền đáng sợ kia, liệu Diệp thiếu gia có chống đã được không? Nếu không chống đã được. Giữa tinh không, Diệp Huyên nhìn cú đấm phủ xuống chỗ mình, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Nắm đấm càng lúc càng gần, hắn cảm nhận được một luồng uy áp hủy diệt trời đất đáng sợ, quả nhiên phải công nhận, khi đứng trước một quyền này, quả thật thượng cổ thần cảnh bình thường cũng chẳng khác nào loài sâu bọ. Diệp Huyên cũng thoáng kinh ngạc, cùng là thượng cổ thần cảnh mà lại chênh lệch thực lực nhiều tới mức này, rõ ràng có thể thấy được phân cấp trong thượng cổ thần cảnh cũng không hề nhỏ. Cú đấm kia càng lúc càng gần. Vậy mà vẻ mặt Diệp Huyên vẫn vô cùng bình tĩnh. Cuối cùng, cú đấm gần như đánh thẳng vào đỉnh đầu Diệp Huyên. Vậy mà Diệp Huyên lại không tránh né, cũng chẳng phản kích. Ầm ầm. Trong chớp mắt. Một luồng sức mạnh khủng khiếp bộc phát từ chỗ Diệp Huyên đang đứng, sóng khí lập tức bao phủ hơn ngàn vạn dặm, cả tần giới nhanh chóng bị vũ trụ xóa bỏ. Nhưng Diệp Huyên lại không hề hấn gì. Giữa tinh không, Cửu thiếu gia nhìn Diệp Huyên, trên mặt ngập tràn vẻ khó thể tin nổi, ngươi, sao có thể? Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía Cửu thiếu gia, nhíu mày, ngươi chưa ăn cơm à? Có thể dùng thêm chút sức được không? Ta muốn chết lắm nè. Cửu thiếu gia. Không thể không nói, giây phút này Cửu thiếu gia hoàn toàn choáng váng. Gã vô cùng rõ ràng uy lực trong cú đấm kia của mình, nhưng Diệp Huyên lại có thể ngăn chặn mà không chút thương tổn. Điều này tuyệt đối không thể nào. Cửu thiếu gia nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi có thần khí phòng ngự gì? Diệp Huyên bình tĩnh nói, ta không có. Cửu thiếu gia tức giận nói, ngươi có. Diệp Huyên gật đầu, ta có, sau đó thì sao? Cửu thiếu gia sửng sốt, nghẹn lời. Diệp Huyên nhìn Cửu thiếu gia, lại hỏi, ta có, sau đó thì sao? Cửu thiếu gia nhìn chằm chằm Diệp Huyên, thần khí ngươi dùng là gì? Diệp Huyên cười nói, thần giáp hộ thân cha ta tặng ta. Cửu thiếu gia nheo mắt lại, cha ngươi làm gì? Diệp Huyên thành thật trả lời, một kiếm tu. Cửu thiếu gia hỏi tiếp, tên là gì? Diệp Huyên cười nói, kiếm chủ áo xanh. Trong mắt Cửu thiếu gia lóe vẻ nghi ngờ, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyên mỉm cười, dù sao cũng rất lợi hại.
Cửu thiếu gia nhìn Diệp Huyên, lợi hại thế nào? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, là tồn tại vô địch. Ha ha! Cửu thiếu gia cười nhạo, tồn tại vô địch. Ngươi không cảm thấy rất buồn cười sao? Lại còn tồn tại vô địch. Trong vũ trụ bao la này, ai dám tự xưng vô địch? Ai có thể thật sự vô địch? Cho dù tộc ta hùng bá trăm vạn thế giới cũng không dám nói mình vô địch toàn bộ vũ trụ. Diệp Huyên hơi tò mò, ngươi thuộc tộc gì? Cửu thiếu gia nhìn Diệp Huyên, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Diệp Huyên cười nói, tò mò. Cửu thiếu gia khẽ cười, ta cảm thấy ngươi không cần phải biết. Cấp bậc không đủ, có một vài phạm vi, cho dù ngươi biết cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ thêm phiền não mà thôi. Diệp Huyên khẽ thở dài, tại sao ngươi lại muốn có cảm giác ưu việt như vậy chứ? Ta cảm thấy, một người cho dù đạt được thành tựu lớn cỡ nào, có chỗ dựa vững chắc ra sao, đều nên giữ tấm lòng khiêm tốn. Ngươi nhìn ta đi, muội muội ta, cha ta, đại ca ta đều trâu bò như vậy. Nhưng ta từng kiêu ngạo sao? Cửu thiếu gia bình tĩnh nói, đó là vì ngươi không có vốn liếng để kiêu ngạo. Diệp Huyên im lặng. Hắn đột nhiên phát hiện, có lẽ cha nuôi thả hắn là một việc đúng đắn. Hắn được nuôi thả, từ nhỏ đã ở tầng lớp thấp nhất, biết rõ tình người ấm lạnh, biết rõ khổ cực nhân gian, biết rõ cuộc sống không dễ dàng, vì vậy cũng biết quý trọng. Còn nếu như cha ở bên hắn, chắc hẳn từ nhỏ hắn sẽ được nuông chiều. Được người ta nịnh nọt, có lẽ hắn lớn lên trong hoàn cảnh như vậy sẽ giống cửu thiếu gia này. Từ xưa đến nay, trong thế giới trần tục, phần lớn những đế hoàng sáng lập ra vương triều kia đều là người có tài trí mưu lược kiệt xấu. Nhưng sau đó, chắc chắn trong đám con cháu của bọn họ có rất nhiều người ngu dốt không năng lực. Vì sao? Bởi vì con cháu đời sau đều chưa từng nếm qua đau khổ, chưa từng trải qua khó khăn. Không hẳn là người từng nếm trải gian khổ chắc chắn sẽ ưu tú hơn người chưa từng nếm trải gian khổ, nhưng người từng nếm trải gian khổ sẽ trưởng thành hơn, sẽ quý trọng cuộc sống mình phấn đấu có được hơn. Cửu thiếu gia này bề ngoài trông vẻ ôn nhu tao nhã, biết kiềm chế, nhưng trong lời nói lại tràn đầy cảm giác ưu việt, là loại cảm giác ưu việt tự cho là mình cao xa vời vợi kia. Giống như một số công tử nhà giàu trong thế giới trần tục, trong nhiều trường hợp, chỉ cần có tiền thì sẽ có cảm giác ưu việt. Đương nhiên, cũng không thể vơ đũa cả nắm, rất nhiều công tử nhà giàu cũng rất ưu tú, cũng rất cố gắng. Nhưng mà, trong xã hội tấp nập này, loại người có tiền là tự cho mình rất đáng gờm vẫn chiếm đa số. Cửu thiếu gia đột nhiên cười nói, ta cảm thấy. Diệp Huyên lắc đầu, ta vốn muốn hỏi gia tộc của ngươi, có lẽ các ngươi sẽ biết gia tộc của ta, nhưng ta thật sự không thích giọng điệu khinh thường này của ngươi. Nếu đã như vậy, chúng ta chiến đấu đi. Ngươi và ta đánh nhau, đánh không lại, vậy chúng ta so ra thế so cha, dù sao Diệp Huyên ta cũng chưa từng thua ở mặt này. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên cầm kiếm phóng lên tận trời. Bù! Tiếng kiếm reo vang chấn động chân trời. Chân trời, trong mắt cửu thiếu gia lóe vẻ tàn ác, gã đột nhiên cúi người nện một quyền xuống, hư tượng khổng lồ sau lưng gã cũng nện một quyền xuống. Một quyền diệt thế, mà đúng lúc này. Diệp Huyên đột nhiên thu kiếm mặc cho quyền kia nện xuống đầu hắn. Ầm ầm, một quyền kia ầm ầm vỡ nát, mà Diệp Huyên lại không hề hấn gì. Nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử cửu thiếu gia bỗng nhiên co rụt lại, gã đang định ra tay lần nữa, nhưng lúc này, một kiếm quang đã chém đến trước mặt gã. Kiếm quang như máu. Đồng tử cửu thiếu gia co rụt lại, hai tay của gã bỗng nhiên bao lấy bản thân, mà cùng lúc đó, hai tay của hư tượng sau lưng gã cũng bỗng nhiên khép lại, giống hệt tư thế gã vừa làm, hoàn toàn vây kín người gã. Lúc này, kiếm của Diệp Huyên đến. Rầm rầm. Kiếm quang màu máu đột nhiên nổ tung trên cánh tay hư tượng kia, hư tượng run rẩy kịch liệt, sau đó nứt ra. Lúc này, Diệp Huyên hơi suy nghĩ, hơn nghìn thanh kiếm kiếm ý đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chém lên trên hư tượng. Quỳnh. Trong nháy mắt. Hư tượng kia bị cắt thành vô số mảnh. Mà lúc này, cửu thiếu gia đã lùi ra ngoài mấy vạn trượng, hoàn toàn kéo dài khoảng cách với hắn. Cửu thiếu gia vừa dừng lại đã lập tức có một thanh kiếm chém đến, một kiếm này nhanh như chớp giật. Trong mắt cửu thiếu gia toát vẻ ác độc, gã đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một cây quạt giấy xuất hiện, gã giơ quạt giấy lên chặn. Ầm ầm. Cây quạt giấy này cứng rắn ngăn chặn kiếm của Diệp Huyên. Nơi xa,
Diệp Huyên không ra tay tiếp nữa, hắn phát hiện, kiếm của hắn khó mà phá được cây quạt giấy này có vết nứt, là bị bút đại đạo phá, nhưng bút đại đạo cũng không thể nào hoàn toàn phá hủy nó. Lúc này, giọng nói của bút đại đạo lại vang lên, không liên quan đến ta, là do ngươi không thể hoàn toàn phát huy uy lực trong phân thân này của ta. Diệp Huyên. Nơi xa, Cửu thiếu gia nhìn chằm chằm Diệp Huyên, giờ phút này gã mới phát hiện ra rằng, gã không làm gì được Diệp Huyên. Phòng ngự của Diệp Huyên thật sự quá biến thái. Nhưng mà, Diệp Huyên cũng khó có thể giết được gã. Diệp Huyên nhìn Cửu thiếu gia, tay phải cầm kiếm, hắn đang do dự có cần dùng sát na vô địch hay không, nhưng sau một lát suy nghĩ, hắn vẫn lựa chọn không dùng. Từ sau khi đạt đến cổ thần cảnh, hắn có khát vọng được đánh một trận, thoải mái đánh một trận, bởi vì bây giờ cảnh giới của hắn đang không ổn định, mà chiến đấu là cách tốt nhất có thể giúp hắn củng cố cảnh giới. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay ra, táng kiếm xuất hiện trong tay hắn, mà giờ phút này, hắn đang điên cuồng thúc dục huyết mạch phong ma trong cơ thể. Cùng với huyết mạch phong ma được thúc dục, táng kiếm trong tay hắn đột nhiên rung động kịch liệt, thoáng chốc, vô số luồng lệ khí và sát khí kinh khủng bao phủ nơi này. Ngay sau đó, tinh không trong phạm vi mấy trăm vạn trượng trực tiếp biến thành biển máu. Cửu thiếu gia ở nơi xa nhíu mày, huyết mạch chi lực này của ngươi cũng hơi thú vị. Lúc này, táng kiếm trong tay Diệp Huyên đột nhiên run rẩy kịch liệt, một luồng kiếm ý tuôn ra. Kiếm ý nhân gian. Mà sau khi kiếm ý nhân gian này xuất hiện, Diệp Huyên ngạc nhiên phát hiện, vậy mà kiếm ý này lại không phải màu đỏ máu, trái lại. Kiếm ý này còn có dấu hiệu áp chế táng kiếm và huyết mạch chi lực của hắn. Xảy ra chuyện gì? Bản thân Diệp Huyên cũng mơ hồ. Hắn phát hiện, dường như kiếm ý này của mình còn mạnh hơn vừa rồi một chút. Tự biết trưởng thành. Lúc này, Cửu thiếu gia ở nơi xa chậm rãi siết chặt tay trái, còn tay phải gã thì nắm chặt cây quạt giấy. Toàn thân cây quạt giấy này có màu đen, không biết được chế tạo từ chất liệu gì. Ở mặt trước cây quạt vẽ một khuôn mặt yêu thú dữ tợn, mà mặt sau cây quạt có một chữ to màu vàng, ngự. Giờ phút này, cây quạt giấy lại đang chậm rãi chữa trị cho bản thân. Nơi xa, Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn cây quạt giấy đang chậm rãi chữa trị cho bản thân, nhíu mày, bút huynh, người biết cây quạt này là thứ gì không? Bút đại đạo không trả lời. Diệp Huyên đột nhiên hơi nhớ tiểu tháp, còn là tiểu tháp sau này, khi tiểu tháp ở đây. Mình không buồn chán lẻ loi như vậy. Bây giờ ngay cả người để nói chuyện cũng không có. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Vèo. Một kiếm quang màu máu xé không bay lên. Trong nháy mắt Diệp Huyên biến mất, Cửu thiếu gia nheo mắt lại, gã đột nhiên mở quạt giấy ra, yêu thú có khuôn mặt dữ tợn bên trên quạt giấy đột nhiên mở mắt, sau đó bất chợt gầm thét con sâu cái kiến. Ầm ầm. Nó vừa gầm lên, vô số tinh vực chấn động vỡ tan. Diệp Huyên đứng mũi chịu sào, hắn cứ thế mà bị tiếng gầm này ép cho đứng yên tại chỗ, vô số luồng sức mạnh kinh khủng giống như thủy triều ập lên trên người hắn. Ầm ầm. Trong nháy mắt, cơ thể Diệp Huyên rung động kịch liệt, một luồng lại một luồng sức mạnh kinh khủng không ngừng nổ tung trên người hắn, uy lực còn sót lại của luồng sức mạnh to lớn lập tức chấn động ra mấy ngàn vạn tinh vực bên ngoài, chỉ chốc lát, vô số tinh vực bị hủy diệt. Nhưng mà, Diệp Huyên đứng mũi chịu sào lại không chút thương tổn. Món giáp hắn mặc trên người đã cứng rắn chống đỡ tất cả sức mạnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Cửu thiếu gia lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Gã không ngờ Diệp Huyên lại chống đỡ được công kích thần hồn của yêu thú trong cây quạt giấy này. Hơn nữa còn không hề bị thương. Mẹ nó, chuyện này thật hoang đường. Cửu thiếu gia không nhịn được muốn mắng chửi. Thế này thì đánh gì nữa? Nơi xa, Diệp Huyên thoáng nhìn người mình, không nhịn được thầm nói trong lòng, cha. Đúng là cha ruột mà. Không thể không nói, món giáp cha để lại cho hắn thật sự rất trâu bò. Muốn chết cũng khó. Đừng nói là tồn tại vô địch trong cùng cấp bậc, cho dù là cao thủ có cấp bậc cao hơn cũng không làm gì được hắn. Đối với hắn bây giờ, món chiến giáp này quả thật là tồn tại vô địch. Nơi xa, Cửu thiếu gia kia gần giọng nói, rốt cuộc ngươi mặc món đồ gì? Vì sao ngay cả công kích thần hồn của thiên thú cũng có thể ngăn cản? Diệp Huyên nhìn về phía cây quạt giấy trong tay Cửu thiếu gia, thiên thú. Yếu như vậy, giống như chưa được ăn cơm vậy.
Cửu thiếu gia. Trong cây quạt giấy, thiên thú kia đột nhiên gầm thét, đồ sâu kiến đê tiện. Kèm theo tiếng gầm thét của nó, vô số luồng sức mạnh kinh khủng lại tuôn ra từ trong quạt giấy, thoáng chốc, những luồng sức mạnh giống như mưa rền gió dữ tuôn về phía Diệp Huyên. Nơi xa, Diệp Huyên đứng yên tại chỗ, hai mắt khép hờ, hai tay giang ra, mặc cho những luồng sức mạnh kinh khủng kia đánh lên người mình. Đùng đoàng đùng đoàng. Giữa tinh không vô tận, những âm thanh nổ tung không ngừng vang vọng, dù là vũ trụ khác cũng có thể nghe được âm thanh nổ vang này. Nhưng mà Diệp Huyên lại vẫn không hề hấn gì. Một lát sau, Diệp Huyên chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn thiên thú trong cây quạt giấy kia, dựng thẳng ngón giữa, phế vật. Cửu thiếu gia, thiên thú. Phế vật, không thể nghi ngờ, câu nói này đã chọc giận thiên thú kia, thiên thủ đột nhiên ngửa đầu thét gào, những luồng công kích sóng âm linh hồn hệt như sóng nước lan ra. Cửu thiếu gia cũng giật nảy mình, bởi vì sức mạnh này thật sự rất mạnh, ngay cả gã cũng không chắc ngăn cản được. Nơi xa, Diệp Huyên đứng yên không nhúc nhích, vẻ mặt bình tĩnh, mặc cho những luồng sức mạnh sóng âm linh hồn đánh lên người mình. Giờ phút này hắn hệt như một ngọn núi, mặc cho gió quét, chắc như bàn thạch. Một lát sau, thiên thú kia hoàn toàn choáng váng, bởi vì nó phát hiện, loài người trước mắt này chẳng hề xảy ra chuyện gì. Trong cây quạt, thiên thú không thể tin nổi nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sao có thể? Cửu thiếu gia im lặng, trong lòng gã cũng vô cùng khiếp sợ, phòng ngự của Diệp Huyên này có thể xưng là vô địch. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, bây giờ nên đến lượt ta rồi. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất, vèo, một luồng kiếm quang giống như sấm sét xé không bay đến. Cửu thiếu gia nheo mắt lại, ngay sau đó, gã trực tiếp biến mất. Thoáng chốc, hai người lại chiến đấu ác liệt. Mặc dù cửu thiếu gia không lã ẩm gì được Diệp Huyên, nhưng gã có cây quạt giấy này, Diệp Huyên cũng không lã ẩm gì được gã. Đương nhiên, hắn cũng không muốn giết cửu thiếu gia này, bây giờ hắn đang cần dùng đối phương để luyện tập. Chiến đấu, hắn cần chiến đấu điên cuồng hơn. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn đều đọc sách và lĩnh hội, thiếu hụt chiến đấu, mà bây giờ hắn cần loại chiến đấu thoải mái tràn trề này. Diệp Huyên càng đánh càng hăng, cũng càng đánh càng mạnh. Bởi vì huyết mạch chi lực của hắn đã được kích hoạt, chỉ cần không chết, năng lực sẽ không ngừng tăng lên, quan trọng nhất chính là, kiếm ý nhân gian và lực lượng nhân gian của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Hắn đã được bởi vậy, cửu thiếu gia kia càng đánh càng khiếp sợ, bởi vì gã phát hiện, Diệp Huyên trước mắt đang càng đánh càng mạnh. Hơn nữa, khiến gã buồn bực nhất là, gã không phá được phòng ngự của Diệp Huyên, cho dù cây quạt giấy này chém lên trên người Diệp Huyên cũng không phá được phòng ngự của Diệp Huyên. Nhưng mà, kiếm của Diệp Huyên có thể phá phòng ngự của gã căn bản không dám cứng rắn chống đỡ kiếm của Diệp Huyên. Cứ kéo dài tình huống đó, vậy mà cửu thiếu gia dần rơi xuống thế yếu. Bên khác, Phụ Ách đang âm thầm quan sát thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà vừa rồi Diệp Huyên lại chặn được, không thể không nói, bọn họ cũng vô cùng rung động, Diệp Huyên lại có thể sống sót trước mặt sức mạnh kinh khủng này, thật sự khủng bố. Mặt khác, sắc mặt Tần Cổ kia thì vô cùng khó coi. Lão ta không ngờ Diệp Huyên lại yêu nghiệt như vậy. Lão ta biết sự khủng bố của cửu thiếu gia kia, mà bây giờ, Diệp Huyên lại có thể áp chế cửu thiếu gia kia, điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là chắc chắn lai lịch của Diệp Huyên này rất bất phàm. Nghĩ đến đây, Tần Cổ khẽ thở dài. Lúc trước không nên đi làm chim đầu đàn, bây giờ, Tần tộc bị diệt. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tần Cổ dần trở nên dữ tợn. Lão ta lạnh lùng thoáng nhìn xung quanh, sau đó lặng lẽ lui đi. Nơi xa, Diệp Huyên và cửu thiếu gia kia vẫn đang chiến đấu ác liệt, hai người đều bừng bừng khí thế, kịch liệt vô cùng. Khoảng một canh giờ sau, cùng với một vùng kiếm quang bộc phát, Diệp Huyên và cửu thiếu gia đồng thời lùi về phía sau, mà trong quá trình lùi lại, Diệp Huyên đột nhiên giơ ngón tay ra, trong nháy mắt, hơn nghìn thanh kiếm kiếm ý bắn ra. Nơi xa, trong mắt cửu thiếu gia toát vẻ dữ tợn. Tay phải đang cầm quạt của gã đột nhiên vung lên phía trước, vừa vung lên, một thủ ảnh bỗng chốc xông ra. Ầm ầm, hơn nghìn thanh kiếm của Diệp Huyên bị đánh bay, lúc này hai người đều đã lùi xa mấy vạn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, táng kiếm xuất hiện trong tay hắn, mà cũng có hơn ngàn thanh kiếm kiếm ý lơ lửng xung quanh hắn. Cả người Diệp Huyên đỏ như máu, ngập tràn lệ khí và sát ý vô tận. Nơi xa, cửu thiếu gia kia cũng dừng lại. Toàn thân gã có vô số vết kiếm. Cơ thể của gã không mạnh mẽ như Diệp Huyên. Lần giao đấu này, cửu thiếu gia rơi xuống thế yếu.
Diệp Huyên ở nơi xa nhếch miệng cười một tiếng, tiếp nào. Vừa dứt lời, hắn muốn ra tay lần nữa, mà lúc này, dưới chân Cửu thiếu gia đột nhiên xuất hiện một truyền tống trận khổng lồ, ngay sau đó, cơ thể của gã dần mờ đi, gã lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, ngươi đợi đấy. Nói xong, cả người trực tiếp biến mất khỏi nơi này. Diệp Huyên nhíu mày, đi rồi hả? Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, dần dần, trên người hắn xuất hiện vô số kiếm ý nhân gian, cùng lúc đó, huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn cũng dần dần bình tĩnh, không lâu sau, hắn hoàn toàn khôi phục bình thường. Diệp Huyên mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn đã trở về bình thường. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm ý xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn kiếm ý trong tay, chân mày hơi nhíu lại, hắn phát hiện, vậy mà kiếm ý nhân gian của hắn thật sự có thể áp chế huyết mạch chi lực và táng kiếm. Hơn nữa, kiếm ý nhân gian còn đang dần mạnh lên. Đó là vì sao? Diệp Huyên hơi không hiểu. Lúc này, đám người Phù Ách xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, Phù Ách trầm giọng nói, Diệp công tử, bọn họ đi rồi. Giây phút này, ông ta cung kính hơn rất nhiều. Trước đó ông ta cho rằng Diệp Huyên là một công tử có núi dựa, nhưng không ngờ Diệp công tử này khủng bố như vậy. Diệp Huyên nhìn về phía tinh không sâu thẳm, bọn họ sẽ còn trở lại. Phù Ách gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên nói, điều tra thân phận của người này. Phù Ách cười gượng, trước đó ta đã điều tra rồi, nhưng không điều tra ra được. Diệp Huyên nhíu mày, tiên bảo các không điều tra được. Phù Ách trầm giọng nói, các chủ có thể điều tra được, nhưng bọn ta không được, bởi vì bọn ta không có quyền điều động nhân viên tình báo cấp bậc cao hơn. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta có thể không? Phù Ách lắc đầu, bọn họ chỉ nghe mệnh lệnh của một mình các chủ. Nói đến đây, ông ta chợt dừng lại, sau đó nói tiếp, lần sau Diệp công tử gặp các chủ có thể xin các chủ trao quyền, nếu ngươi muốn, chắc chắn các chủ sẽ đồng ý. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong, hắn quay người rời đi. Phù Ách đột nhiên nói, Diệp công tử, vừa rồi tần cổ kia đột nhiên rời đi, e rằng lão ta sẽ làm loạn. Ta, lúc này, một ông lão xuất hiện ở nơi này, ông lão hơi thi lễ, Diệp công tử, tần cổ kia đã tiến về thư viện Quan Huyên. Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu mày, lão ta đi thư viện Quan Huyên. Ông lão trầm giọng nói, đoán chừng lão ta muốn trả thù Diệp công tử. Ta đã phái người đuổi. Diệp Huyên lại lắc đầu, không cần để ý đến lão ta. Ông lão sửng sốt, Diệp Huyên thản nhiên nói, thư viện Quan Huyên có một nha đầu rất mạnh. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn không biết sốt cuộc sức chiến đấu của Thanh Khâu khủng bố cỡ nào, nhưng hắn biết, chắc chắn là cực kỳ khủng bố. Dù suy đoán bảo thủ thì Thanh Khâu bây giờ cũng không sợ thượng cổ thần cảnh. Nghĩ đến đây, hắn chợt cảm thấy buồn lòng. Kiếp trước nha đầu này phải khủng bố cỡ nào, nên kiếp này mới có thể yêu nghiệt như vậy. Trên thế giới này, có một số người yêu nghiệt không hợp thói thường. Diệp Huyên khẽ thở dài, dần đi về nơi xa. Chấm chấm chấm, thư viện Quan Huyên tần cổ đi đến thư viện Quan Huyên, mà giờ phút này, lão ta đã khôi phục thân thể, đương nhiên, thương thế của lão ta vẫn chưa khỏi hẳn, bây giờ lão ta chỉ còn không đến một nửa thực lực của thời kỳ đỉnh phong. Dù sao trước đó cũng bị Diệp Huyên làm bị thương đến thần hồn. Nhưng mà, lão ta vẫn đến thư viện Quan Huyên, bởi vì trước đó lão ta đã điều tra, thư viện Quan Huyên này không có thượng cổ thần cảnh, mặc dù bây giờ lão ta đang trong trạng thái bị thương, nhưng lão ta có lòng tin quét ngang tất cả nơi này. Sau khi đi vào thư viện Quan Huyên, tần cổ thét lên, lũ sâu kiến của thư viện Quan Huyên nghe đây, tai họa hôm nay của các ngươi đều từ viện trưởng của các ngươi mà ra. Hắn diệt tần tộc ta, ta diệt thư viện hắn. Vừa dứt lời, lão ta muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, một cô gái ở bên trong đột nhiên phóng lên tận trời. Ngay sau đó, sắc mặt tần cổ thay đổi, lão ta bỗng nhiên tung ra một cú đấm. Ầm ầm, kèm theo tiếng nổ vang rền, tần cổ bay thẳng ra ngoài, vừa bay đã là mấy ngàn trượng, mà khi lão ta dừng lại, thân thể lập tức vỡ vụn, cùng lúc đó, một cánh tay thon dài trực tiếp bóp lấy cổ họng lão ta. Cô gái này chính là Thanh Khâu. Tần cổ hoảng sợ nhìn Thanh Khâu, ngươi. Tay phải Thanh Khâu đột nhiên bóp mạnh. Quỳnh, linh hồn của tần cổ lập tức bị xóa sổ. Thanh Khâu phủi tay, nàng ấy thoáng nhìn xuống dưới, sau đó nói, nên làm gì thì làm đó. Nói xong, nàng ấy quay người rời đi. Mọi người. Tiên bảo các, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trong tinh không, quanh người hắn tản ra kiếm ý nhân gian nhàn nhạt. Không thể không nói, trận chiến trước đó đánh thật thoải mái. Hắn đã rất lâu không đánh thoải mái như vậy rồi. Hắn phát hiện, bây giờ hắn thật sự rất cần chiến đấu,
thiếu hụt lớn nhất của hắn chính là cảnh giới bản thân không quá ổn định, chỉ khi cảnh giới vững chắc, hắn mới dám thử xông đến thượng cổ thần cảnh. Đương nhiên, sau khi nếm trải thua thiệt trước đó, bây giờ hắn tuyệt đối không dám nóng vội. Một khi đột phá lên cao mà cảnh giới lại không ổn định, đó thật sự là được không bù nổi mất. Mà đánh một trận với cửu thiếu gia này, hắn cũng hiểu được đại khái thực lực của đối phương. Thượng cổ thần cảnh, rất rõ ràng, chắc chắn thế lực đứng sau cửu thiếu gia này còn có cao thủ lợi hại hơn, nói cách khác, lần sau đối phương đến có thể sẽ mang người mạnh hơn và nhiều người hơn đến. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên không khỏi nhíu chặt đôi mày. Xem ra mình còn phải cố gắng hơn, nếu không, chẳng bao lâu nữa, e rằng mình sẽ bị đánh đập tàn nhẫn. Mặc dù hắn có thể dùng bút đại đạo tăng cao cảnh giới bản thân, nhưng việc này có thời hạn, một khi hết hạn, hắn sẽ suy yếu, lúc ấy chính là thời điểm nguy hiểm nhất của hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên khẽ thở dài một hơi. Hắn vẫn rất cần thời gian. Giây phút này, hắn lại nhớ tiểu tháp rồi. Nếu bây giờ mình có thêm tiểu tháp, tuyệt đối là tổ hợp vô địch, bởi vì tu luyện trong tiểu tháp quả thật giống như đang gian lận. Diệp Huyên lại khẽ thở dài một hơi. Một lát sau, Diệp Huyên tiếp tục tu luyện, trong một tinh không nào đó, cửu thiếu gia dừng lại, sắc mặt gã cực kỳ khó coi, gã không ngờ lần này lại không thể giết Diệp Huyên. Trước khi đến, gã đã đảm bảo với gia tộc rằng trước giết Diệp Huyên, sau hại Tần Quan. Nhưng mà, gã thất bại rồi. Lúc này, một ông lão bên cạnh gã trầm giọng nói, cửu thiếu gia, e rằng lai lịch của Diệp Huyên này cực kỳ không đơn giản. Cửu thiếu gia cười khẩy, vậy thì có sao? Ông lão muốn nói lại thôi. Cửu thiếu gia chậm rãi nhắm hai mắt lại, lão tổ đã từng giao phó, tộc ta không thể chọc vào Dương tộc trong truyền thuyết kia, trừ tộc đó ra, chúng ta không phải sợ ai. Mà Diệp Huyên này họ Diệp, hắn chẳng có tí xíu quan hệ nào với Dương tộc, chúng ta cần gì sợ lai lịch của hắn bất phàm thế nào. Diệp Huyên, giữa tinh không, Diệp Huyên ngồi xếp bằng, kiếm ý mạnh mẽ toát ra xung quanh người hắn. Hắn vốn tưởng rằng kiếm ý này cũng giống như trước đây, tâm cảnh phải đột phá thì mới có thể đột phá theo, nhưng bây giờ hắn phát hiện vốn không phải như vậy mà kiếm ý này đang mạnh lên từng giờ từng khắc, cứ như đang đánh thức huyết mạch phong ma. Phải thừa nhận rằng việc này không chỉ khiến hắn bất ngờ mà còn thấy vui. Kiếm ý có thể tự trưởng thành. Đương nhiên, hắn cũng từng suy nghĩ tại sao lại như vậy. Chắc là do hắn sáng lập ra thư viện, sức mạnh của tín ngưỡng. Học sinh của thư viện càng nhiều, người được hắn thay đổi càng nhiều, kiếm ý nhân gian và sức mạnh nhân gian của hắn sẽ càng lớn mạnh. Diệp Huyên nghĩ đến đây thì lắc đầu mỉm cười, hắn sáng lập ra thư viện chỉ là vì cao hứng, không ngờ lại vô tình lĩnh hội được kiếm ý nhân gian và sức mạnh nhân gian, đúng là hay không bằng hên. Đương nhiên, đấy là chuyện tốt. Diệp Huyên điều chỉnh lại cảm xúc, tiếp tục củng cố cảnh giới của mình. Trong một căn phòng ở Tiên Bảo Các, Phụ Ách và Tiêu Lan ngồi đối diện với nhau. Vẻ mặt của cả hai đều khá nặng nề. Bọn họ biết nhất định cửu thiếu gia đó sẽ không chịu thôi mà sẽ còn tìm đến nữa, mà lúc đối phương tìm đến lại thì. Cả hai đều không dám nghĩ tiếp nữa. Thật ra bọn họ cũng không phải sợ cửu thiếu gia, chủ yếu là bây giờ bọn họ không liên lạc được với Tần Quan. Không có Tần Quan thì bọn họ như rắn mất đầu. Nếu như có Tần Quan thì Tiên Bảo Các phải chịu uất ức vậy sao? Lúc này, Tiêu Lan đột nhiên nói, phải liên lạc với các chủ cho bằng được. Phụ Ách cười khổ, không liên lạc được, ta đã thử rất nhiều lần rồi nhưng không có bất cứ phản ứng gì. Tiêu Lan than thở, Phụ Ách bỗng nói, trước mắt chúng ta chỉ có thể đi theo Diệp công tử. Diệp Huyên, Tiêu Lan gật đầu, chỉ có thể như vậy thôi. Bây giờ, hy vọng của bọn họ chính là Diệp Huyên. Đúng lúc đó, Diệp Huyên chợt xuất hiện trong điện, hai người họ nhìn thấy Diệp Huyên thì vội vàng đứng dậy hành lễ. Diệp Huyên mỉm cười, nói, hai vị không cần khách sáo như thế. Tiêu Lan mỉm cười, Diệp công tử, mời ngồi. Diệp Huyên gật đầu, không chút khách sáo ngồi xuống bên cạnh, hai vị, chắc bây giờ hai vị cũng biết chúng ta đang đối mặt với kẻ địch như thế nào, kẻ địch này vô cùng mạnh. Nhưng bây giờ chúng ta lại không liên lạc được với Tần các chủ, hai vị nói xem, chúng ta nên làm thế nào. Tiêu Lan vội nói, bọn ta nghe theo Diệp thiếu. Phụ Ách cũng vội nói thêm vào, nghe theo Diệp thiếu. Diệp Huyên nghiêm túc nói, nghe theo ta thật không? Tiêu Lan gật đầu, đương nhiên. Diệp Huyên hạ giọng nói, nếu như hai vị đã nghe theo ta vậy thì ta sẽ nói về biện pháp của ta. Bây giờ tính đến hiện tại, người có thực lực mạnh nhất bên phía chúng ta là ta, về điểm này thì hai vị không phản đối chứ? Hai người họ liền lắc đầu.
Bọn họ đã được chứng kiến thực lực của Diệp Huyên, mặc dù hắn hiện tại chỉ là cảnh giới cổ thần nhưng thượng cổ thần cảnh bình thường đã không phải là đối thủ của hắn. Diệp Huyên tiếp tục nói, vậy lần sau khi cửu thiếu gia đến, nhất định sẽ dắt theo rất nhiều cao thủ, hơn nữa, nhất định sẽ dắt theo cao thủ trên thượng cổ thần cảnh, đúng không? Hai người họ lại gật đầu. Diệp Huyên lại hỏi, hai vị có thể liên hệ với Tần các chủ chứ? Hai người họ lắc đầu. Diệp Huyên vội nói, bây giờ ta có thể nâng cao thực lực của mình nhưng có một vấn đề vô cùng lớn. Hắn nói đến đây thì nhìn hai người họ và không nói nữa. Tiêu Lan chau mày, Diệp thiếu, vấn đề gì? Diệp Huyên thở dài, như đang có điều khó nói. Tiêu Lan liền hỏi, Diệp thiếu, nếu như là chuyện mà bọn ta có thể hỗ trợ thì Diệp thiếu cứ việc nói, không cần khách sáo. Diệp Huyên lắc đầu, thở dài, tìm hai vị không hợp lắm. Tiêu Lan bỗng tỏ ra không vui, Diệp thiếu, khoan hẵng nói đến quan hệ của ngươi và các chủ, bây giờ chúng ta cũng đã là người trên một thuyền, hơn nữa, bọn ta còn phải dựa vào ngươi, nếu ngươi không nói thì thật xem bọn ta là người ngoài rồi. Diệp Huyên liền nói, ta thiếu tiền. Tiêu Lan nghe xong thì đơ mặt ra. Phụ Ách ở bên cạnh liếc nhìn Diệp Huyên rồi lại nhìn sang Tiêu Lan, không nói gì. Dù sao thì ông ta cũng không có tiền, nhưng Tiêu Lan nhất định có tiền, dù gì ông ta cũng là người cai quản tiên bảo các của tiên bảo thành, tất cả tài sản đều đến tay ông ta trước rồi ông ta mới giao lại cho Tần Quan. Có điều, Phụ Ách cũng biết Tiêu Lan không thể tùy tiện động đến số tiền đó. Lúc này, Tiêu Lan cười méo, Diệp thiếu. Diệp Huyên mỉm cười, nói, khó xử. Tiêu Lan thật thà gật đầu, Diệp thiếu, không dối gì ngươi, đúng là hiện tại ta đang nắm giữ rất nhiều trụ mạch. Nhưng ta không có quyền xử lý những trụ mạch đó, chỉ có các chủ mới có quyền, mới có thể xử lý những trụ mạch này. Nếu ta xử lý thì sẽ động chạm đến quy tắc quản lý của các chủ, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, ta. Diệp Huyên im lặng, Phu Ách bỗng nói, Diệp công tử không phải người ngoài, Tiêu Lần chừng Phu Ách, mẹ nó, lão già nói chuyện mà không biết suy nghĩ à. Phu Ách nghiêm túc nói, Tiêu Huynh, ta không có ý chơi Huynh đâu, chuyện đang cấp bách, Huynh có thể linh động một chút. Đương nhiên nhất định Diệp thiếu cũng sẽ không để huynh phải khó xử, để hắn đảm bảo với huynh, sau này hắn sẽ tự nói chuyện với các chủ về chuyện này, không liên quan gì đến huynh hết, huynh thấy thế nào? Tiêu Lan im lặng, Diệp Huyên mỉm cười, đang định lên tiếng thì Tiêu Lan đột nhiên nói, không cần phải như vậy. Diệp công tử, người không cần phải bảo đảm, từ bây giờ, ta sẽ giao toàn bộ trụ mạch của tiên bảo các tiên bảo thành cho ngươi. Ông ta vừa nói vừa xòe bàn tay ra. Một chốc hộp vuông vắn xuất hiện. Phu Ách ở bên cạnh liếc nhìn Tiêu Lan, trong lòng thầm cảm thấy kinh ngạc và thắc mắc, Tiêu Lan này can đảm thế. Ông ta biết nếu tự ý dùng đến tài sản của tiên bảo các thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tiêu Lan làm như vậy chẳng khác gì đang đặt cược tương lai của chính mình, nếu như Diệp Huyên không có trọng lượng trong lòng Tần Quan, có khả năng Tiêu Lan sẽ gặp xui xẻo thật sự, vì quy định này không thể có ngoại lệ. Một khi có ngoại lệ thì các hội trưởng bên ngoài của tiên bảo các có thể sẽ bắt chước theo, đến lúc đó sẽ vô cùng rắc rối. Tiêu Lan thân là hội trưởng, sao có thể không nhìn ra được điểm này, nhưng ông ta vẫn cứ làm. Rõ ràng Tiêu Lan đang cược lớn, cược thắng thì xem như ông ta đã cho Diệp Huyên một ân tình lớn, hơn nữa, có thể Tần Quan sẽ còn cất nhắc ông tan. Ông ta đang cược lớn, cược quan hệ của Tần Quan và Diệp Huyên tốt đến mức không thể nào diễn tả được. Phu Ách thầm thở dài. Phải nói là ông ta rất khâm phục Tiêu Lan, đấy là lý do tại sao cảnh giới của Tiêu Lan thấp hơn ông ta nhưng người ta lại có thể làm hội trưởng, còn hắn thì chỉ có thể làm tay chân, đẳng cấp, tầm nhìn, lòng bao dung và sự gan dạ. Diệp Huyên nhìn chốc hộp trước mặt, mỉm cười, nói, đa tạ. Hắn nói xong là nhận lấy chốc hộp, mở hộp ra nhìn thì tròng mắt liền co rút lại, tim đập loạn nhịp. 1.2 tỷ trụ mạch. Không ngờ bên trong chiếc hộp có đến 1.2 tỷ trụ mạch. Thật đáng sợ, Diệp Huyên cố kiềm nén sự kinh ngạc trong lòng, nhìn sang Tiêu Lan bình thản và không nói gì. Diệp Huyên mỉm cười, Tiêu hội trưởng, đa tạ. Hắn vừa nói vừa lấy bút đại đạo bên hông ra, đưa qua cho Tiêu Lan, cầm lấy, Tiêu Lan do dự một lúc rồi nhận lấy bút đại đạo. Đột nhiên, khí tức của Tiêu Lan điên cuồng bộc phát, chớp mắt khí tức của ông ta đã đạt đến thượng cổ thần cảnh. Tiêu Lan ngây ra, Diệp Huyên mỉm cười, đừng nghĩ nhiều, từ từ cảm nhận, sẽ có lợi cho việc bứt phá. Tiêu Lan liền lập tức hành đại lễ với Diệp Huyên, đương nhiên ông ta biết chuyện này có ý nghĩa gì với ông ta, đấy là cơ hội tốt ngàn năm có một. Muốn đạt đến thượng cổ thần cảnh thật sự không hề đơn giản,
nếu không có cơ duyên thì rất nhiều người cả đời vẫn không có cách nào bứt phá, nhưng bây giờ ông ta đã có được cơ duyên đó. Diệp Huyên mỉm cười, nói Tiêu hội trưởng, ta sẽ không lấy không một tỷ hai trụ mạch này đâu, sau này ta sẽ trả lại cho Tần Quan. Đương nhiên, đây là chuyện của ta và cô ấy, ông yên tâm, cô ấy sẽ không vì chuyện này mà trách tội ông đâu, ngộ nhớ cô ấy thật sự trách tội ông thì ông hãy đi theo ta, ta sẽ đề nghị ông về Dương tộc. Tiêu Lan nghe vậy thì lập tức hành lễ thêm lần nữa. Diệp Huyên mỉm cười, ông hãy tu luyện cho tốt. Hắn nói xong thì lấy bút đại đạo lại rồi quay đi. Phù Ách nhìn Tiêu Lan, cười méo, Tiêu huynh, cơ duyên lớn đấy. Tiểu Lan mỉm cười, nhờ được Diệp thiếu coi trọng. Phù Ách lắc đầu, mỉm cười, trong lòng rối bời. Nhiều lúc biết làm người quan trọng hơn nhiều so với biết làm việc. Diệp Huyên quay trở về vùng tinh không của mình, liếc nhìn chiếc nhẫn chứa đồ trong tay rồi nhếch môi cười. Bây giờ hắn đã có thể tiếp tục tu luyện sát na vô địch rồi. Đương nhiên, hắn cũng không dám tu luyện bất chấp, mỗi lần tu luyện phải tốn ít nhất 3.000 vạn trụ mạch, chuyện này khá xa xỉ. Ngoài ra, hắn còn chuẩn bị đột phá thượng cổ thần cảnh sau 2 tháng nữa. Thật ra giờ hắn đã đạt đến cảnh giới rồi nhưng vẫn chưa ổn định, vì vậy hắn quyết định ổn định thêm 2 tháng, hắn không muốn xảy ra bất cứ sơ suất nào về mặt cảnh giới nữa. Giữa tinh không, Diệp Huyên đứng lặng lẽ, cầm táng kiếm trong tay. Diệp Huyên giống như một tăng sư nhập thiền, đồng thời hắn điên cuồng tiêu hao trụ mạch. Khi trụ mạch bốc cháy, những luồng linh khí đáng sợ chạy vào trong cơ thể hắn còn táng kiếm trên tay hắn thì khẽ rung lên. Không biết trải qua bao lâu, Diệp Huyên mới đột ngột mở mắt ra, tiếp đó, táng kiếm phóng ra. Bù, vũ trụ thời không trước mặt Diệp Huyên lập tức rách toác, Diệp Huyên nhảy ra khỏi thời không hiện có, nhưng sau đó hắn không lập tức xuất kiếm ngay mà trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ. Liệu mình có thể thi triển trảm hư vô trong thời không này không? Diệp Huyên nghĩ đến đây thì quyết định thử, hắn dùng ý niệm, tinh không bên ngoài phía đằng xa bỗng xuất hiện một thanh kiếm. Bù, thời không nơi kiếm rơi xuống lập tức bị phá hủy. Diệp Huyên thấy cảnh đó thì ngây người. Hắn phát hiện mình có thể thi triển trảm hư vô, mặc dù uy lực không mạnh bằng sát na vô địch nhưng kiếm đó rất kỳ dị, quan trọng là ít tiêu tốn trụ mạch. Diệp Huyên nhếch môi cười. Hắn phát hiện mình thích hợp làm sát thủ. Diệp Huyên nghĩ đến đây thì chau mày, tại sao mình lại không thể làm sát thủ? 2 tháng trôi qua, cảnh giới của Diệp Huyên đã hoàn toàn ổn định, lúc hắn muốn đột phá lên thượng cổ thần cảnh thì một uy áp đáng sợ bỗng bao trùm lấy toàn bộ Tiên Bảo Thành. Giữa tinh không, Diệp Huyên đang tu luyện bỗng ngẩng đầu lên. Đến rồi, trên bầu trời của Tiên Bảo Thành có một người đàn ông đang lẳng lặng đứng đó. Người đó là Cửu Thiếu Gia. Hôm nay Cửu Thiếu Gia mặc một chốc áo bào dài rộng, tóc dài chấm ai, trên hông có đeo một miếng ngọc bội trắng, tay gã vẫn cầm chốc quạt xếp. Sau lưng Cửu Thiếu Gia còn có một ông lão. Ông lão có mái đầu bạc phơ, cơ thể gầy gò, hai mắt hơi nheo lại, không có khí tức, vừa nhìn đã biết là một cao thủ. Lúc này, Diệp Huyên xuất hiện trước mặt Cửu Thiếu Gia. Cửu Thiếu Gia quan sát Diệp Huyên, nheo hai mắt lại và nói, hình như ngươi đã mạnh hơn rất nhiều. Diệp Huyên mỉm cười, Cửu Thiếu Gia, bớt nói nhảm đi, lãng phí thời gian, chúng ta vào vấn đề chính đi, hôm nay ngươi định đánh sao đây? Lúc này, ông già sau lưng Cửu Thiếu Gia bỗng mở mắt ra, nhìn thẳng vào Diệp Huyên, sau đó nhìn lên bút đại đạo bên hông hắn. Lúc ông ta nhìn thấy bút đại đạo thì chân mày hơi trao lại, nhưng sau đó mau chóng nhắm mắt lại. Cửu Thiếu Gia nghe Diệp Huyên nói thì cười to ha ha, Diệp Huyên, ngươi huênh hoang dữ quá. Ngươi có biết những kẻ từng huênh hoang trước mặt ta giống như ngươi bây giờ thế nào rồi không? Gã vừa nói vừa đưa tay phải lên, nhếch mép cười, cỏ trên mộ của hắn đã cao mấy trượng rồi. Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, nếu như ngươi muốn ra vẻ thì cứ tiếp tục, ta im lặng đứng xem, hắn nói xong thì lùi sang một bên. Mọi người, Cửu Thiếu Gia nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nụ cười trên khuôn mặt dần biến mất, nếu như ngươi đã muốn chết nhanh đến vậy, ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Hôm nay chúng ta sẽ một chọi một. Một chọi một, Diệp Huyên liếc nhìn Cửu Thiếu Gia, gật đầu, được. Cửu Thiếu Gia mỉm cười, đang định nói thì thời không trước mặt gã đột ngột rách toạc, tiếp đó, một thanh kiếm xuất hiện, chém thẳng vào mặt gã. Cửu Thiếu Gia nheo mắt, xòe quạt ra đỡ. Kiếm quang bị chặn lại, Cửu Thiếu Gia liên tục lùi về sau mấy trăm trượng. Lúc gã vừa dừng lại, Diệp Huyên bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu, một thanh kiếm liền từ trên đỉnh đầu chém xuống. Vèo, tiếng kiếm bén ngọt vang vọng cả Tiên Bảo Thành. Tiên Bảo Thành tan vỡ trong tích tắc, bọn Tiêu Lan đều biến sắc, vội vã kích hoạt đại trận bảo vệ,
đồng thời chữa trị thời không. Trên không trung, Cửu thiếu gia nhìn thanh kiếm đang chém đến với ánh mắt hung dữ, gã xoay cổ tay, chiếc quạt xếp trong tay bỗng mở ra, một con yêu thú hung hãn xông ra. Ầm, tiếng nổ ầm ĩ vang lên như tiếng sấm. Diệp Huyên và Cửu thiếu gia đồng loạt lùi về sau, lúc hai người cùng lui, bầu trời cũng bị đổ sập hoàn toàn, vô cùng đáng sợ. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên đang định xuất chiêu tiếp thì như nghĩ ra điều gì đó, hắn liếc nhìn Tiên Bảo Thành bên dưới rồi chau mày. Không thể ra tay ở đây. Nếu tiếp tục đánh thế này thì sẽ phá hủy cả Tiên Bảo Thành mất, vì vốn dĩ Tiên Bảo Thành không thể chịu đựng nỗi sức mạnh khủng khiếp của hắn và tên Cửu thiếu gia này. Diệp Huyên nghĩ đến đây thì nhìn sang Cửu thiếu gia, nói, đổi chỗ đi. Hắn vừa dứt lời thì liền biến thành một luồng kiếm quang, biến mất ở cuối chân chờ mà không đợi Cửu thiếu gia trả lời. Cửu thiếu gia cười lạnh lùng rồi cũng biến mất theo, một lúc sau, Diệp Huyên và Cửu thiếu gia đến một vùng tinh không hoang vắng, vùng tinh không đó rộng mênh mông, không có bất cứ sinh linh nào, rất hợp để đánh nhau. Diệp Huyên quay lại, nhìn về phía Cửu thiếu gia, Cửu thiếu gia đang định nói thì Diệp Huyên bỗng lên tiếng, dừng, nếu muốn ra vẻ ta đây thì không cần thiết nữa, đánh một trận đàng hoàng đi, ta thật sự chán ngán mấy người ra vẻ lắm rồi. Hắn vừa dứt lời thì liền biến mất, bù, một luồng kiếm quang xé toạc thời không, chém về phía Cửu thiếu gia. Cửu thiếu gia cười lạnh lùng, xông về trước, quạt tới một quạt. Luồng kiếm quang đó bị đánh bay, chính vào lúc đó, Diệp Huyên bỗng xuất hiện trước mặt gã. Cửu thiếu gia nheo hai mắt lại, dùng ý niệm, một luồng sáng vàng liền bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. Kiếm của Diệp Huyên chém xuống. Khi kiếm của Diệp Huyên chém xuống, luồng sáng vàng rung lên dữ dội, ngay sau đó, cả hai đồng loạt liên tục lùi về sau. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, hắn liếc nhìn cánh tay có chút cảm giác tê dại của mình rồi nhìn sang Cửu thiếu gia. Hiện tại toàn thân Cửu thiếu gia đang được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mỏng màu vàng kim, ánh sáng vàng kim đó đã chặn toàn bộ sức mạnh tấn công hắn vừa nãy. Cửu thiếu gia cười lạnh, Diệp Huyên, ngươi tưởng đâu chỉ có ngươi mới có thần khí phòng ngự sao? Ta cũng có, ha ha, Diệp Huyên liếc nhìn chiếc nhẫn chứa đồ đang đeo trên tay Cửu thiếu gia, thằng quỷ này nhiều bảo bối thật. Cửu thiếu gia đang định ra tay thì Diệp Huyên bỗng nói, đợi đã. Cửu thiếu gia chau mày, làm gì? Diệp Huyên chỉ về ông già đang đứng bên phải cách đó mấy dặm, cười lạnh lùng, ông ta làm gì? Cửu thiếu gia thản nhiên đáp, theo ta đến, sao hả? Diệp Huyên mỉm cười, nói, chúng ta chiến đấu công bằng đúng không? Cửu thiếu gia nhìn Diệp Huyên, đúng vậy, Diệp Huyên lắc đầu, cười nói, thú thật, dù ta và ngươi là đối thủ nhưng ta rất kính phục ngươi. Trong lớp người trẻ, cũng chỉ có Cửu thiếu gia ngươi đây là hơn được ta một bậc. Hôm nay... Vốn dĩ ta muốn đấu một trận công bằng với ngươi, dù có chết trong tay ngươi thì Diệp Huyên ta cũng chấp nhận, nhưng không ngờ. Hắn nói đến đây thì đổi giọng, cười ha hả, không ngờ ngươi hoàn toàn không định muốn đấu một trận công bằng với ta, ngươi dẫn theo một người đến đây thế này là để người đó ra tay khi ngươi rơi vào thế yếu, đúng không? Cửu thiếu gia nhìn về ông lão ở phía xa rồi nói, ông ấy sẽ không ra tay. Diệp Huyên cười ha ha, Cửu thiếu gia. Ngươi và ta đều không còn là con nít nữa, ngươi nói câu đó, bản thân ngươi có tin được không? Ta hỏi ngươi, nếu ngươi có nguy hiểm đến tính mạng, ông ta có ra tay không? Cửu thiếu gia im lặng, nếu gã có nguy hiểm đến tính mạng thì ông già nhất định đó sẽ ra tay. Diệp Huyên lại hỏi, đây là cuộc chiến mà ngươi gọi là công bằng đấy sao? Cửu thiếu gia, ngươi không tin vào bản thân mình sao? Mặc dù Diệp Huyên ta bất tài nhưng ta chiến đấu công bằng với ngươi. Ta không gọi bất cứ ai theo cả. Ngươi thấy đấy, không có bất cứ cao thủ nào của Tiên Bảo Các đi theo ta, tại vì sao? Vì Diệp Huyên ta nể Cửu thiếu gia ngươi là một người đàn ông, ta nói chiến đấu công bằng với ngươi thì tuyệt đối không gian lận, không chơi bẩn. Nhưng còn ngươi thì sao? Ngươi nói đánh một trận công bằng nhưng lại dắt theo một cao thủ siêu cấp đến chống lưng, ông ta ở bên cạnh bảo vệ ngươi thì ngươi đã nằm ở thế bất bại rồi. Hơn nữa, ông ta còn chốc chốc liếc qua ta. Khiến ta cảm thấy bị áp lực, không thể không phân tán sự chú ý để quan sát ông ta. Hắn nói đến đây thì lắc đầu, cười, Cửu thiếu gia, đấy là cuộc chiến công bằng mà ngươi nói đấy sao? Ta cảm thấy ngươi không cần phải đấu công bằng nữa, cùng ông ta lên một thể luôn đi, dù gì thì đánh một lúc rồi hai ngươi cũng sẽ làm như thế, chỉ bằng bây giờ cứ lên hết cho xong. Cửu thiếu gia nhìn Diệp Huyên rồi nói, ngươi yên tâm, ta nói đấu một chọi một với ngươi thì sẽ đấu một chọi một. Sẽ không để người khác nhúng tay vào.
Gã nói xong thì nhìn sang ông già ở đằng xa, Mục Tôn đại nhân, rời khỏi vũ trụ này đi, còn nữa, bất luận thắng thua thế nào cũng không được phép ra tay. Mục Tôn liếc nhìn Diệp Huyên, tên này đang khích tướng. Cửu thiếu gia cười khì, sao ta có thể không nhìn ra được mấy trò mèo đó của hắn? Chỉ là trước người có thực lực đỉnh cao, mấy trò đó vô tác dụng. Mục Tôn đại nhân, để ta đấu với hắn một trận công bằng, ta không có lý gì lại thua người của vũ trụ hạ đẳng, đúng không? Mục Tôn nhìn Diệp Huyên rồi quay đầu, biến mất ở cuối tinh không. Bây giờ cả tinh không chỉ còn lại mình Diệp Huyên và Cửu thiếu gia. Cửu thiếu gia nhìn Diệp Huyên, được chưa? Diệp Huyên đưa ngón tay cái lên, Cửu thiếu gia, ngươi được đấy. Cửu thiếu gia mỉm cười, ta biết ngươi đang khích tướng, nhưng ta không quan tâm, ta chỉ muốn nói với ngươi rằng nếu đánh nhau với ngươi mà ta còn gọi người giúp thì chẳng phải ta rất vô dụng sao? Gã vừa nói vừa mỉm cười, Diệp Huyên, ngươi có thể đi chết rồi. Gã vừa dứt lời thì đột nhiên búng người lên cao, tiếp đó, một con yêu thú ảo liền từ trên không nhào xuống, hướng về phía Diệp Huyên. Ầm. Vùng tinh hà đó lập tức nóng lên. Bên dưới, Diệp Huyên bình tĩnh, hai mắt từ từ nhắm lại, lúc con yêu thú đó đến đầu hắn thì đột nhiên có vô số kiếm quang chém lên con yêu thú đó. Ầm. Con yêu thú gào lên thảm thiết, sau đó lập tức chạy về lại trong chiếc quạt. Lúc này, Cửu thiếu gia đã ở trên đầu Diệp Huyên, gã dạng hai tay, trên hai bàn tay là hai ngọn lửa màu đen. Lúc hai ngọn lửa màu đen đó xuất hiện thì cả vũ trụ liền bắt đầu cháy lên. Diệp Huyên chau mày, ngọn lửa đó thật đáng sợ. Cửu thiếu gia nhìn xuống Diệp Huyên ở bên dưới, cười đáng sợ. Diệp Huyên, người có biết đây là lửa gì không? Đây là lửa đen hỗn độn, lửa chí tà, chí ác của thế gian, có thể đốt cháy tất cả thần vật. Gã vừa nói từ từ mở miệng một cách đáng sợ, Diệp Huyên, để ta xem thần vật phòng ngự của ngươi lợi hại hay lửa đen hỗn độn của ta lợi hại. Gã vừa dứt lời thì hai tay liền vứt mạnh xuống. Ầm ầm. Hai ngọn lửa lập tức từ trên trời rơi xuống, lúc này, cả tinh vực mênh mông từ từ bị xóa nhòa, cực kỳ đáng sợ. Bên dưới, Diệp Huyên nhìn hai ngọn lửa đang bay đến, vẻ mặt nặng trĩu. Hắn cảm nhận thấy nguy hiểm. Rõ ràng hai ngọn lửa này là được Cửu thiếu gia đặc biệt chuẩn bị cho hắn, mà chúng chắc chắn không phải là thần vật bình thường. Chạy sao? Suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu Diệp Huyên nhưng ngay lập tức bị hắn phủ định. Bản thân hắn đang mặc áo giáp của Nhị Nha trên người. Nhị Nha là ai? Là người đã từng đỡ được kiếm của Thanh Nhi. Vẻ mặt Diệp Huyên đột nhiên trở nên hung dữ, Nhị Nha, Mãi Đỉnh. Hắn vừa dứt lời thì đột ngột mở mắt ra, không thèm né tránh. Hai ngọn lửa nhanh chóng ập đến, nhấn chìm Diệp Huyên chỉ trong tích tắc. Ầm. Chớp mắt, Diệp Huyên đã chìm trong biển lửa. Giữa tinh không, Cửu thiếu gia nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên trong biển lửa, nhưng trong mắt gã nhanh chóng thu lại, ánh mắt đầy vẻ bất ngờ, ngươi. Không ngờ lúc này Diệp Huyên đang nuốt biển lửa đó. Hắn đang nuốt biển lửa đó. Giữa biển lửa, Diệp Huyên cười như điên dại, Nhị Nha, Mãi Đỉnh, ha ha. Trong tinh không, Cửu thiếu gia nhìn Diệp Huyên điên cuồng cắn nuốt hắc hỏa hỗn độn kia, mặt đầy sững sờ. Hắc hỏa hỗn độn này là vật chí tà chí ác trong trời đất, cho dù là chiếc quạt giấy trong tay gã cũng không thể ngăn sự ăn mòn của ngọn lửa này, mà giờ phút này, Diệp Huyên không chỉ ngăn cản được. Hơn nữa, còn đang cắn nuốt. Cắn nuốt hắc hỏa hỗn độn. Cửu thiếu gia hoàn toàn sững sờ, khuôn mặt gã đầy khó tin nhìn Diệp Huyên ở phía dưới, một màn trước mắt kia hoàn toàn vượt qua dự liệu của gã. Gã thật không ngờ, trên thế gian vậy mà có người có thể đủ cắn nuốt hắc hỏa hỗn độn, điều này thật điên rồ. Phía dưới, Diệp Huyên điên cuồng hấp thu hắc hỏa hỗn độn, không đúng, phải nói, là chiến giáp trên người hắn đang cắn nuốt hắc hỏa hỗn độn. Mà hắc hỏa hỗn độn này không hề có chút sức lực phản kháng nào. Điều quan trọng là, tuy Diệp Huyên bị hắc hỏa hỗn độn bao vây, nhưng hắn lại không bị sao cả. Trong tinh không, ánh mắt Cửu thiếu gia tràn đầy vẻ khó tin, không thể nào. Sao có thể? Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó, hắn giang hai tay ra, hai thanh hỏa kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hỏa kiếm được ngưng tụ từ hắc hỏa hỗn độn. Một thanh chí tà, một thanh chí ác. Ngay sau đó, Diệp Huyên khẽ nhếch khóe miệng.
cửu thiếu gia, cảm ơn ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên phóng lên cao. Trong tinh không, đồng tử mắt cửu thiếu gia chợt co rụt lại, gã đột nhiên vung quạt, một luồng ánh sáng trắng bắn ra từ quạt của gã, trong ánh sáng trắng này còn có bóng mờ của thiên thú kia. Rầm rầm. Bỗng nhiên, ánh sáng trắng kia vỡ tan trong nháy mắt, ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ giữa sân, cửu thiếu gia trực tiếp bị đánh lùi xa hàng vạn trượng, mà khi gã dừng lại, quạt giấy trong tay gã đã bốc cháy. Cửu thiếu gia cả kinh trong lòng, vội vàng buông bỏ quạt giấy. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay ra, quạt giấy đang bốc cháy kia bay thẳng đến tay hắn, tay phải hắn vẫy nhẹ một cái, hắc hỏa hỗn độn lập tức biến mất, dần dần, quạt giấy bắt đầu tự lành. Diệp Huyên liếc nhìn đánh giá quạt giấy, khóe miệng hơi nhếch lên, mặc dù quạt này không bằng hắc hỏa hỗn độn, nhưng là thanh thần khí nha. Lúc trước hắn đã phải chịu đủ khổ sở bởi chiếc quạt này. Diệp Huyên thu lấy chiếc quạt, cửu thiếu gia nhìn thấy một màn này, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Diệp Huyên nhìn về phía cửu thiếu gia, cười nói, lại lần nữa. Nói xong, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Xuy xuy. Hai đạo kiếm quang chợt vụt qua từ giữa sân. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt cửu thiếu gia, căn bản không để cửu thiếu gia có cơ hội chạy trốn. Trong mắt cửu thiếu gia hiện lên một tia dữ tợn, gã giơ mạnh tay lên, trong nháy mắt, vô số ánh sáng vàng tuôn trào ra trong cơ thể gã, cuối cùng, những ánh sáng này giống như một chiếc chuông vàng bao phủ lấy gã. Lúc này, kiếm của Diệp Huyên tới. Rầm rầm. Chuông vàng kia rung lên kịch liệt, trong chuông vàng, cửu thiếu gia phun ra một ngụm máu tươi. Rất hiển nhiên, thần khí phòng ngự này của gã vẫn là khác biệt rất nhiều so với chiến giáp của Diệp Huyên. Phải biết rằng, chiến giáp của Diệp Huyên gần như là có thể ngăn cản tất cả lực lượng. Mà thần khí phòng ngự này của cửu thiếu gia rõ ràng chỉ có thể ngăn cản nhất một bộ phận lực lượng. Đúng lúc này, đồng tử mắt cửu thiếu gia chợt co rụt lại, bởi vì gã phát hiện, chuông vàng của gã đang dần tan biến. Không thể ngăn được hắc hỏa hỗn độn. Diệp Huyên nhìn thoáng qua hắc hỏa hỗn độn, trong lòng có hơi khiếp sợ, ngọn lửa này cũng quá lợi hại đi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên xuống bút đại đạo ở bên hông, trong lòng thầm thở dài. Bút đại đạo quả thật có hơi mất giá. Quá mất giá rồi. Bút đại đạo dường như biết được suy nghĩ của Diệp Huyên, đột nhiên lên tiếng, không liên quan đến ta, là cậu. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, ta biết, là vấn đề của ta không thể phát huy hết toàn bộ uy lực của huynh. Bút đại đạo. Diệp Huyên lại nói, bút huynh. Không phải ta oán giận huynh. Huynh nghĩ lại xem, ta dùng huynh, không phá nổi quạt giấy của người ta, nhưng ta dùng ngọn lửa này lại có thể dễ dàng phá quạt của người ta. Huynh nói xem, huynh có phải là có hơi mất giá không? Bút huynh nói thật với ta, có phải huynh không được không? Có phải hay không theo kịp tiết tấu của ta nữa rồi? Bút đại đạo trầm lặng. Diệp Huyên lại thở dài, bút huynh, trước kia huynh còn nói với ta. Cái gì cổ tự thần thư không xuất hiện, huynh vô địch. Huynh hãy thành thật với ta, có phải huynh cũng tỏ vẻ giống ta rồi. Bút đại đạo. Diệp Huyên còn muốn nói cái gì, lúc này, bút đại đạo ở bên hông đột nhiên rung lên, ngay sau đó, trên ngòi bút đại đạo nhỏ ra một giọt chất lỏng màu đen kịt. Diệp Huyên hơi kinh ngạc, bút huynh, đây là. Bút đại đạo lạnh nhạt nói, mực. Diệp Huyên nhíu mày, một giọt mực. Bút đại đạo nói, bây giờ ngươi thử dùng đi. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó cầm bút vung một cái. Suy. Một đầu bút lông màu đen đột nhiên chém ra. Chuông vàng đang bị hắc hỏa hỗn độn ăn mòn kia đột nhiên vỡ tan. Ngay sau đó, cửu thiếu gia bị đầu bút lông đánh bay xa đến hàng chục vạn trượng, mà khi gã dừng lại, tinh vực trong phạm vi mấy nghìn vạn dặm đã bị xóa sạch. Diệp Huyên sửng sốt. Cửu thiếu gia cũng rất sửng sốt, giờ phút này, thân thể của gã đã mất, chỉ còn lại linh hồn hư ảo. Diệp Huyên nhìn xung quanh một mảnh tối đen, tay hơi run rẩy. Bút đại đạo có chút lợi hại. Lúc này, bút đại đạo đột nhiên nói, Diệp thiếu, ta đã từng nói với cậu, trong số các thần vật vũ trụ, ngoài thần thư và cổ tự gia, thật sự không có gì có thể chống lại ta, bao gồm cả kiếm Thanh Huyên và tiểu tháp của cậu trước kia. Còn cả ngọn lửa trên người cậu hiện nay, trong mắt ta ngọn lửa kia chỉ là thứ rác rưởi,
nếu là nó ở trước mặt bản thể của ta, nó lập tức phải quỳ xuống trước ta. Cho nên, ta thật sự rất lợi hại, cậu không cần thường xuyên nghi ngờ của năng lực của ta, thật sự, có lúc ta rất tức giận, nếu không phải muội muội của cậu, ta. Nói đến đây, nó bỗng nhiên không nói nữa. Diệp Huyên hỏi, nếu không phải muội muội của ta, huynh sẽ thế nào? Bút Đại Đạo trầm lặng một lát, sau đó nói, không thế nào cả, ta chỉ là muốn giải thích một chút với ngươi, ta thật sự không yếu, vậy thôi. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, Bút huynh, ta biết ngươi không yếu, nhưng là, huynh phải khiến ta cảm nhận thấy chứ. Huynh phải thể hiện ra, huynh không thể hiện mình ra, ai biết huynh không yếu. Nói xong, hắn cầm lấy Bút Đại Đạo, sau đó nói, Bút huynh, thêm chút mực nữa. Hắn phát hiện, sau cái vùng bút vừa rồi, hắn phát hiện ra trên ngòi bút không còn mực nữa. Bút Đại Đạo trầm giọng nói, không có mực nữa. Diệp Huyên nhíu mày, Bút huynh keo kiệt như vậy sao? Một chút mực cũng không muốn cho. Bút Đại Đạo cười khổ, không phải không cho, mà là mực này. Nói đến đây, nó không nói thêm gì nữa. Diệp Huyên nhăn mày, đang muốn nói điều gì, lúc này, Cửu thiếu gia ở xa xa đột nhiên nói, mới vừa rồi. Bút Đại Đạo. Diệp Huyên nhìn về phía Cửu thiếu gia, giờ phút này, linh hồn Cửu thiếu gia đã tựa như một làn khói nhẹ. Người này sắp hoàn toàn bị bay màu rồi. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, nhẫn chứa đồ mà lúc trước Cửu thiếu gia đeo bay đến trong tay hắn, hắn nhìn lướt qua, khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó thu hồi nhẫn chứa đồ. Hắn nhìn về phía Cửu thiếu gia, vì sao lão đầu kia không ra tay cứu ngươi? Hắn phát hiện, mục tôn kia đến bây giờ vẫn không ra tay, việc này có chút không bình thường. Cửu thiếu gia mỉm cười, ông ta biết ta hết cứu nổi rồi. Cho nên, vứt bỏ ta rồi. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, Cửu thiếu gia, vị trí của ngươi trong số thế hệ trẻ của gia tộc ngươi như thế nào? Cửu thiếu gia trầm lặng một lát. Sau đó nói, còn có hai người ưu tú hơn ta. Diệp Huyên lại hỏi, là một mình ngươi đang nhằm vào ta, hay là cả gia tộc ngươi đang nhằm vào ta? Cửu thiếu gia cười khẽ, có khác biệt không? Diệp Huyên gật đầu, khác biệt. Cửu thiếu gia lạnh nhạt nói, là một mình ta nhằm vào ngươi, nhưng mà rất nhanh sẽ biến thành gia tộc ta nhằm vào ngươi. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Cửu thiếu gia nhìn Diệp Huyên, ngươi giết ta. Mà ta ở trong tộc cũng là một trong những người được chọn tranh đoạt vị trí thế tử, phía sau ta, cũng đại diện cho thế lực một phương, hiện giờ, ta chết ở trong tay ngươi, bọn họ sẽ không bỏ qua, gia tộc cũng sẽ không bỏ qua. Thế gia đại tộc để tâm nhất chính là mặt mũi, bọn họ nhất định sẽ báo thù cho ta, còn nữa, hắc hỏa hỗn độn và quạt ngự tiêu bị ngươi cướp đi, hai thần vật này đều là của gia tộc ta, bọn họ nhất định sẽ đoạt lại. Diệp Huyên gật đầu, nói cách khác. Bọn họ vẫn sẽ đến nữa, đúng không? Cửu thiếu gia gật đầu, đúng. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, ngươi có muốn sống không? Cửu thiếu gia ngây người. Diệp Huyên mỉm cười, ta có một viên đan dưỡng hồn, 200 triệu trụ mạch một viên, nếu ngươi muốn sống, ta có thể bán cho ngươi. 200 triệu. Cửu thiếu gia ngây người, sau đó giận tím mặt, ngươi đây là đang cướp bóc. Diệp Huyên nhún vai. Xoay người bước đi. Cửu thiếu gia vội vàng nói, ta mua, ta mua. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía cửu thiếu gia, trả tiền luôn bây giờ. Sắc mặt cửu thiếu gia trở nên hơi khó coi, nhẫn chứa đồ của ta đều ở trên người ngươi, ta lấy cái gì mua. Diệp Huyên cười nói, bảo người nhà ngươi đưa tới, ta tin chắc rằng, cửu thiếu gia hẳn là có thể kiếm ra 200 triệu trụ mạch. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thông báo cho gia tộc của ngươi. Để bọn họ tới giết ta. Cửu thiếu gia im lặng. Diệp Huyên cười nói, ngươi còn chần chừ, ngươi sắp hoàn toàn biến mất rồi. Cửu thiếu gia trầm giọng nói, ta mua. Diệp Huyên gật đầu, mở lòng bàn tay ra, một viên đan dược chậm rãi bay tới trước mặt cửu thiếu gia, gã vội vàng uống xuống, vừa uống đan dược xuống, linh hồn cửu thiếu gia lập tức ổn định, mà nhưng vào lúc này, một lũ kiếm quang đột nhiên khóa chặt linh hồn gã. Cửu thiếu gia nhìn về phía Diệp Huyên cười nói, lập tức bảo người nhà ngươi mang tiền đến. Cửu thiếu gia nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó mở lòng bàn tay ra, một lệnh bài đột nhiên phóng lên cao, rất nhanh, lệnh bài kia biến mất ở cuối tinh không. Diệp Huyên nhìn thoáng qua phía chân trời,
sau đó cười nói, cửu thiếu gia, 200 triệu trụ mạch mua một cái mạng, ngươi được lời rồi. Cửu thiếu gia nhìn Diệp Huyên, ngươi xác định không giết ta. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ở trong lòng ngươi, ta là người xấu như vậy sao? Nói xong, hắn lấy ra một quyển sách cổ, sau đó nói, ta là một người đọc sách thánh hiền. Cửu thiếu gia nhìn thoáng qua sách cổ trong tay Diệp Huyên, nhíu mày, 36 loại kỹ năng âm dương. Đây là loại sách thánh hiền gì? Diệp Huyên vội vàng thu hồi, có chút xấu hổ. Thôi xong, lấy nhầm rồi. Diệp Huyên vội vàng cất sách thánh hiền, sau đó nhìn về phía cửu thiếu gia, người nhà ngươi bao lâu nữa có thể đến? Cửu thiếu gia nhìn thoáng qua Diệp Huyên, lập tức. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Mặc dù hắn có 1.200.000.000 trụ mạch của Tần Quan, nhưng chỗ đó phải trả lại. Làm người vẫn phải có giới hạn. Bằng không, thật sự sẽ thành một tên vô lại. Dù sao, Tần Quan người ta cũng không nợ mình. Xa xa, cửu thiếu gia nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Gã cũng không chắc chắn liệu Diệp Huyên có tha cho gã không, nhưng giờ phút này gã không có lựa chọn, chỉ có thể tin tưởng Diệp Huyên. 200 triệu trụ mạch. Con số này đối gã mà nói cũng là một khoản tiền lớn, dù sao, gã cũng không phải thế tử. Nhưng mà vẫn có thể lo liệu được. Xa xa, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt khép hờ. Tu luyện. Hiện tại cảnh giới của hắn đã vững chắc, đợi 200 triệu trụ mạch này tới tay, hắn sẽ bắt đầu tiến lên thượng cổ thần cảnh. Nhưng vào lúc này, xa xa tinh không đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, một ông lão đi ra. Cùng với sự xuất hiện của ông lão này, mọi thứ xung quanh lập tức trở nên hư ảo. Diệp Huyên mở hai mắt nhìn về phía ông lão này giống Mục Tôn, đều là cường giả trên thượng cổ thần cảnh. Cửu thiếu gia nhìn thấy ông lão, hơi hành hành lễ tam thúc. Ông lão nhìn thoáng qua cửu thiếu gia, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, người muốn 200 triệu trụ mạch. Diệp Huyên gật đầu. Ông lão cười khẽ thú vị, thực sự thú vị, có người cũng dám uy hiếp tộc ta, thật sự quá thú vị rồi. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày. Lúc này, ông lão đột nhiên nói, thả hắn ra, ngay lập tức. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía cửu thiếu gia, sắc mặt cửu thiếu gia có chút khó coi, tam thúc, đưa tiền cho hắn trước đã. Gã cũng hiểu chút ít về tính tình của Diệp Huyên, người này đích thực là một tên lỗ mãng thì chuyện gì mà không làm được. Ông lão lại không thèm để tâm, ông ta nhìn Diệp Huyên, cười lạnh một tiếng, giết ngươi. Cho hắn mượn 10.000 lá gan, hắn dám không? Nghe vậy, sắc mặt cửu thiếu gia lập tức tối sầm xuống, tam thúc. Đưa tiền cho hắn trước đã, rồi nói chuyện khác sau. Ông lão nhíu mày, tiểu cửu, người từ bao giờ lại trở nên nhát gan như vậy? Tam thúc ở đây, ngươi xem hắn có dám giết ngươi hay không? Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, đến đi, ngươi giết nó thử xem. Cửu thiếu gia. Diệp Huyên trầm mặc. Ông lão châm chọc nói, như thế nào, không dám. Diệp Huyên nhìn về phía cửu thiếu gia. Thấp giọng thở dài, cửu thiếu gia, vĩnh biệt. Cửu thiếu gia còn muốn nói, lúc này, kiếm quang trong cơ thể gã đột nhiên nổ tung. Cửu thiếu gia lập tức thần hồn câu diệt, hoàn toàn bị xóa sổ. Cửu thiếu gia. Ông lão kia lúc này cũng ngơ ngác. Giết rồi. Thật sự giết rồi. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão, nhún vai, ông hình như rất kinh ngạc. Ông lão giận tím mặt. Ông ta tức giận chỉ Diệp Huyên, run giọng nói, người có biết nó là ai không? Diệp Huyên nói, cửu thiếu gia. Ông lão cả giận nói, còn gì nữa? Diệp Huyên lắc đầu, không biết, hắn cũng không nói với ta. Sắc mặt ông lão trắng bệch, ta tưởng là ngươi biết. Sở dĩ vừa rồi ông ta kiêu ngạo như vậy, là bởi vì ông ta nghĩ rằng Diệp Huyên nhất định biết lai lịch của cửu thiếu gia, bởi vậy, ông ta có tự tin. Ông ta cho rằng Diệp Huyên tuyệt đối không dám giết cửu thiếu gia. Nhưng mà ông ta thật không ngờ, Diệp Huyên thế nhưng lại không biết. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, các ngươi có lai lịch gì? Có chút tò mò. Ông lão giống giận, thằng nhãi ranh, ngươi dám giết người của gia tộc ta, sao ngươi dám? Diệp Huyên nhíu mày, ta không biết gia tộc của các ngươi. Ta cho tới bây giờ cũng từng nghe qua, rất lợi hại sao, nếu các ngươi lợi hại. Các ngươi phải nói chứ.
Các ngươi không nói, ta làm sao biết các ngươi lợi hại? Ông lão tức đến mắt như muốn lồi ra, gia tộc của ta ngươi cũng không biết. Ngươi! Diệp Huyên đột nhiên nhìn phía sau ông lão, kinh hãi, wow, đó là cái gì? Đang bay! Ông lão nhíu mày, theo bản năng quay đầu, mà trong nháy mắt ông ta quay đầu kia, sắc mặt ông ta nhanh chóng thay đổi rõ rệt, ông ta quay đầu, một đạo kiếm quang chém đến trước mặt. Quỳnh! Trong phút chốc, ông lão bị chém cho liên tục lùi về sau, mà trong quá trình ông ta lùi lại, gần nghìn kiếm quang một đạo liên tiếp chém tới. Ầm ầm vang. Trong nháy mắt, ông lão bị những kiếm quang này chém cho liên tục lùi xa đến hàng chục vạn trượng. Ầm, đúng lúc này, một bàn tay cực lớn đột nhiên bộc phát ra từ trong mảnh kiếm quang kia, trong nháy mắt, vô số kiếm quang bị đẩy lui, ông lão xuất hiện ở cách xa hàng vạn trượng. Giờ phút này, sắc mặt ông lão cực kỳ khó coi, toàn thân ông ta từ trên xuống dưới có mấy chục vết kiếm chém, mỗi một vết đều sâu đến có thể nhìn thấy cả xương. Xa xa, Diệp Huyên thầm tiếc trong lòng, vừa rồi hắn đánh cho đối phương không kịp trở tay, nhưng mà, vẫn không thể giết chết đối phương. Nhưng hắn cũng có được thu hoạch bất ngờ, đó là, mặc dù ông lão này hơn cửu thiếu gia một cảnh giới, nhưng từ những gì trước mắt cho thấy, thực lực của đối phương cũng không mạnh hơn cửu thiếu gia. Rất hiển nhiên, tuy cửu thiếu gia kia chỉ là thượng cổ thần cảnh, nhưng đối phương dựa vào những bảo vật kia mà chiến lực thật sự không thua kém cường giả trên thượng cổ thần cảnh. Nghĩ vậy, Diệp Huyên hơi nhếch khóe miệng, hắn nhìn về phía ông lão, đúng lúc này, ông lão đột nhiên gầm lên giận dữ, ông ta tung người nhảy, ngay sau đó, ông ta mở tay phải ra, sau đó nắm mạnh thành quyền, ngay sau đó, ông ta đấm một quyền về phía Diệp Huyên. Ầm ầm. Đột nhiên, tinh không chấn động, một quyền ấn khủng bố thổi quét xuống. Quyền ấn này tỏa ra lửa cháy hừng hực, giống như sao băng đang bùng cháy rơi xuống, mang theo uy lực ngập trời. Phía dưới, Diệp Huyên vẻ mặt bình tĩnh, hắn đột nhiên mở lòng bàn tay ra, hai thanh hỏa kiếm phóng lên cao. Hắc hỏa hỗn độn. Ầm vang. Khi hai thanh kiếm này chém lên quyền ấn kia, quyền ấn lập tức vỡ tan, hóa thành ngọn lửa ngập trời bắn ra khắp nơi. Trong tinh không, ánh mắt ông lão đầy kinh hãi, hắc hỏa hỗn độn. Người vậy mà đã cướp được hắc hỏa hỗn độn. Diệp Huyên gật đầu. Vẻ mặt ông lão dữ tợn, người có biết, hắc hỏa hỗn độn này là thần vật của gia tộc ta. Người dám giết người của gia tộc ta, cướp đoạt thần vật của gia tộc ta. Diệp Huyên đột nhiên ngắt lời ông lão, các người muốn giết ta, người nói xem, ta nên làm gì. Chẳng lẽ đứng cho các ngươi giết à? Điều này khẳng định không được, người nói đúng không? Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi xong rồi, ngươi xong đời rồi. Nói xong, ông ta xoay người, chợt biến mất ở chỗ sâu trong tinh không. Diệp Huyên ngây cả người, sau đó nói, ngươi không đánh nữa à? Ông lão không đáp lại, đã hoàn toàn biến mất. Khi nhìn thấy hắc hỏa hỗn độn, ông ta đã biết, ông ta đã không thể làm gì được người trẻ tuổi này. Ngược lại, người trẻ tuổi này còn có thể giết ông ta. Uy lực của hắc hỏa hỗn độn rất khủng bố, ngay cả thần vật siêu cấp cũng đều có thể ăn mòn, huống chi là thân thể ông ta. Bởi vậy, ông ta quyết đoán lựa chọn rời đi. Thiếu niên này không phải người ông ta có thể đối phó, chạy là thượng sách. Trong tinh không, Diệp Huyên nhìn ông lão chạy trốn, có chút bất ngờ, hắn thật không nghĩ đến đối phương lại chạy trốn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 210.